Edit bài Hạ Lan tâm nhiên thăng không re-up dưới mọi hình thức, căn cứ an nhiên có tinh hạch của sơ tranh chống đỡ, dị năng giả thăng cấp chỉ đơn giản như ăn một bữa cơm. Hơn nữa phương thức đổi tinh hạch cũng vô cùng đơn giản. Ở trong mắt những người này, sơ tranh quả thực tựa như tiên nữ được trời cao phái tới đưa tinh hạch cho bọn họ. Còn chuyện tinh hạch từ đâu tới ấy hả? Có là được rồi, quả nhiều như vậy làm gì? Những người còn sống bên ngoài nghe thấy người ta đồn đại nên dồn dập chạy đến căn cứ căn cứ có thêm một số lượng lớn người sống sót làm thành phố cũng chật kín không đủ dùng chỉ có thể xây dựng thêm ở bên ngoài dần dần căn cứ càng ngày càng lớn những con zombie đã có trí tuệ có lẽ phát hiện ra căn cứ này xương cứng gặm không được nên rủ nhau đi vòng qua căn cứ zombie càng ngày càng thông minh cuộc đọ sức giữa hai giống loài lúc này mới chính thức bắt đầu thanh danh của căn cứ an nhiên càng ngày càng lớn, danh tiếng của sơ tranh cũng lớn theo. Dung mạo cô cực đẹp, lại là người vừa có tiền vừa có thực lực, bên trong mặt thế chính là một bạch phú Mỹ. Lục nhiên phát hiện chỉ cần cô ra ngoài, là có thể gặp được mấy nam sinh tự mình tiến cử muốn bỏ lên giường cô. Lục nhiên tức giận đến mức thiếu chút nữa thì hắc hóa luôn. Cũng may sơ tranh không ưa những người này, nếu có người thật sự có can đảm cứng rắn đòi ở bên cạnh cô, thì cô cũng thật sự dám đánh người luôn. Thường hương tiếc ngọc là cái gì ấy hả? Thật xin lỗi, cô hoàn toàn không biết đó là thứ gì. Bởi vậy người trong căn cứ đều hiểu rõ, thiếu niên bên cạnh sơ tranh mới chính là người cô đặt trên đầu quả tim, cưng chiều vô hạn. Số lục nhiên thật tốt, thôi đi, bị một người phụ nữ xem như tiểu bạch kiểm mà nuôi, có gì tốt? Tôn nghiêm của đàn ông đều bị hắn vứt sạch rồi, không ăn được nho thì nói nho chùa à cô sơ tranh là người xuất sắc như thế nếu cô ấy nguyện ý coi tôi như tiểu bạch kiểm mà nuôi thì tôi cũng vui mừng người ta đẹp trai thì người ta có quyền thôi anh không có chút khí khái của nam tử hán nào à anh thì biết cái gì lục nhiên quay đầu nhìn nữ sinh đứng bên cạnh bọn họ đều nói anh là tiểu bạch kiểm em nuôi kìa sơ tranh thật lòng gật đầu anh rất trắng đàn ông con trai mà trắng như vậy quá phận khóe miệng lục nhiên co giật một cái trọng điểm là tiểu bạch kiểm kìa, anh không thích. Lục nhiên im lặng, có ai thích bị người ta nói như vậy đâu. Hơn nữa hắn rất lợi hại đấy được không? Những người này đều đồn đại hắn thành cái thứ gì rồi. Tiểu bạch kiểm không có chút năng lực gì. Chỉ biết lấy sắc thị quân. Ai là quân? Em biết rồi, lục nhiên không biết là sơ tranh. Biết cái gì? Nhưng một ngày sau, thì hắn lập tức biết mọi người trong toàn căn cứ đều được phát tinh hạch, yêu cầu không được nói lục nhiên là tiểu bạch kiểm nữa. Như thế rất tốt, người ta chuyển sang nói hắn là họa thủy hại nước hại dân. Lục nhiên, nước ở đâu ra? Bây giờ là mặt thế đấy được không? Sơ tranh vừa nằm dài trên giường, lục nhiên liền cởi quần áo ra leo lên. Làm cái gì làm cái gì? Đêm qua, bọn họ nói anh là họa thủy, nếu anh không cố gắng câu dẫn em thật tốt, thì làm sao xứng đáng với cái danh xưng này được chứ? Lục nhiên nghiến răng nghiến lợi. Sơ tranh, sáng mai không cho bọn họ nói họa thủy nữa. Được được, đừng lộn xộn, sơ tranh đè hắn lại. Ngoan, anh muốn, giao, sơ tranh vẻ mặt chấn định. Loại chuyện này làm nhiều không tốt, sẽ tổn thương đến thân thể. Thân thể anh rất tốt, thiếu niên cười mập mờ, em không được sao? Ai không được? Ai không được? Ngày thứ hai, lục nhiên suýt chút nữa là không xuống giường được dịch tiếu tới đưa quần áo thấy hắn còn đắp chăn mỏng nằm trên giường thì hết sức buồn cười người bên ngoài đều nói cậu là họa thủy cô sơ tranh đã ra khỏi cửa rồi sao cậu vẫn nằm trên giường thế dịch tiếu nói lời này cũng không có ý gì khác chỉ là nghe lời đồn bên ngoài nên nói đùa một câu ai ngờ lại đâm đúng cái chân đau của lục nhiên dịch tiếu không chú ý tới thần sắc của lục nhiên ôi sao căn nhà này của hai người lại mát mẻ thế hắn vừa ở bên ngoài vào nóng đến không chịu được căn nhà này quả thực chính là thiên đường nha dịch tiếu đặt mông ngồi xuống ghế không có ý định đi cậu mặc thử quần áo đi cô sơ tranh nói mấy kiểu quần áo lúc trước cậu không thích lắm nên khi chúng tôi ra ngoài đã đi tìm một ít cậu thử một chút xem thích cái nào lát nữa tôi đem thêm mấy bộ đến cho lục nhiên lục nhiên ôm chăn mỏng không có bất kỳ động tác gì. Cậu nói xem, sao cậu lại tranh lệch với người ta lớn như vậy chứ? Ai, dịch tiếu thở dài một hơi. Sau đó, Hạ Thành thấy dịch tiếu đi cả nửa ngày mà không về, nên hấp tấp chạy tới tìm. Sau khi phát hiện chỗ này là một thiên đường, thì cũng ngồi xuống cùng dịch tiếu, không muốn chuyển mong đi nữa. Sau nữa là Bảo Ca và Dũng Ca đến tìm người. Thế là mấy người tụ tập trong phòng đánh bài luôn cảnh này khiến lục nhiên nhớ tới tình cảnh lúc trước ở căn cứ khánh an mấy người này chặn hắn trong phòng còn bọn họ thì ở ngoài cửa đánh bài có phải bọn họ cố ý không lục nhiên cậu chơi không dịch tiếu gọi hắn lục nhiên mẹ nó tôi không mặc quần áo đâu khi sơ tranh trở về thì lục nhiên vẫn còn nằm trên giường một bộ dạng bị tàn phá qua dáng vẻ yên lạng đáng thương bọn người bảo ca vừa hút thuốc vừa đánh bài hoàn cảnh kia thôi đừng đề cập đến nhiều quá đáng sợ các anh đã làm gì với hắn rồi cái gì hạ thanh mờ mịt tôi nói lục nhiên đi thử quần áo nhưng hắn không nhúc nhích tôi cũng không dám thúc giục dịch tiếu vô tội cô sơ tranh nhà cô thật mát mẻ bảo ca lớn giọng nói lớn đến mức người dưới lầu cũng đều nghe được sơ tranh đây chính là nguyên nhân mấy người ở đây tụ tập đánh bài chỉnh thẻ người tốt thành ra như vậy ấy hả? Sơ tranh đuổi bọn họ ra, có lẽ mấy người kia phát hiện ở cửa cũng rất mát mẻ, nên lại làm ổ ngay cửa ra vào, tiếp tục đánh bài. Lục nhiên sốc chăn lên, nhanh chóng mặc quần áo rồi đi rửa mặt. Thử quần áo chưa? Lục nhiên nhổ nước xúc miệng ra, lắc đầu, chưa? Sơ tranh chọn mấy bộ đưa cho hắn, mau thử đi, lục nhiên căn bản không thể cự tuyệt bị sơ tranh chặn trong phòng vệ sinh bắt thử quần áo em có thể đi ra ngoài được không vì sao sơ tranh không hiểu em ở đây làm anh không được tự nhiên có chỗ nào của anh mà em chưa thấy qua đâu thay nhanh đi sơ tranh thẳng thắn hùng hồn nói thậm chí còn cảm thấy thẻ người tốt có bệnh chỉ thay bộ quần áo mà cũng lằng nhà lằng nhằng có phiền phức không chứ lục nhiên nghẹn khuất tiếp tục thay quần áo cô sơ tranh có người từ căn cứ kinh thành đến hôm nay có người trong căn cứ vội vàng chạy tới báo cáo với sơ tranh ồ ngài có muốn đi xem một chút không không rảnh đang bận ơi là bận đây này nhưng mà bọn họ đến tìm ngài sơ tranh phiền phức người từ căn cứ kinh thành tới chính là mộ kiệt mộ kiệt mang đến cho cô đoạn video mà cha nguyên chủ tự mình thu lại ý tứ đại khái là rất có lỗi với cô vì đã để cô lưu lạc bên ngoài nhiều năm bây giờ mong muốn cô trở về cùng mộ kiệt sau này ông ấy sẽ chiếu cố cô thật tốt tất nhiên sơ tranh cự tuyệt thậm chí còn tiện thể cho mộ kiệt một đống tinh hạch nữa có một khoảng thời gian zombie mất tích tập thể lúc ấy chúng đều trốn đi thăng cấp bây giờ tinh hạch có đủ mọi màu sắc đương nhiên zombie cũng khó đối phó hơn nhiều cái thể loại giống như con zombie bọn họ gặp ở bến cảng kia giờ đây lúc nào cũng có thể ngẫu nhiên gặp được sơ tranh sống ở đây rất tốt mộ kiệt không khuyên được sơ tranh nên chỉ có thể mang theo tinh hạch rời đi khoảng cách của căn cứ an nhiên và căn cứ kinh thành không xa lắm hơn nữa dưới tình hình có máy bay trực thăng thì muốn liên hệ cũng khá là thuận tiện nếu như cha của nguyên chủ muốn tới đây thì cô cũng không có ý kiến đây là nguyên văn lời sơ tranh nói với mộ kiệt anh cho rằng em sẽ đi cùng ông ta lục nhiên ôm lấy sơ tranh từ phía sau cùng cô nhìn máy bay trực thăng bay khuất. Tại sao phải đi cùng ông ta, phiền phức như vậy, cô đi làm gì? Thanh âm của Lục Nhiên hơi trầm thấp, người nhà của em ở bên đó, cô không chỉ có một mình. Cô còn có người thân quan tâm lo lắng cho mình. Sơ Tranh, thể người tốt là ma quỷ hả? Căn cứ kinh thành rất lớn. Chắc chắn Vương Bát Đản sẽ bắt ta đi phá sản, ta điên mới đến đó. Khuôn mặt nhỏ của Sơ Tranh căng đến nghiêm túc nhưng anh ở đây, lục nhiên hơi sửng sốt. Sau đó cười rộ lên. Ừ, anh cùng em, sao vị diện thứ năm hoàn tất, ta định mai mới ấp, nhưng mà suy nghĩ một hồi lại quyết định ấp luôn hôm nay vì ngày mai mùa đông đến rồi đọc chuyện vui vẻ, nhớ vốt và comment cho ta có động lực nhé, yêu thương tương đương. Edit bài Hạ Lan tâm nhiên thăng không ri up dưới mọi hình thức, sơ tranh ngồi trên một cái giường lớn khắc hoa, cách bài trí xung quanh đều lộ ra nét cổ kính hương khí thanh u vấn vít trong gian phòng. Cô có chút đau đầu xoa xoa mi tâm. Luôn cảm thấy rất không thoải mái, giống như đã quên đi cái gì đó. Tiểu tỷ tỷ có cần xem lại ký ức của vị diện trước không? Vương giả nhắc nhở. Sơ tranh nghĩ nghĩ. Được rồi, phiền phức, tiểu thư, tiểu thư, tiểu nha đầu hấp tấp chạy vào. Thấy sơ tranh còn ngồi trên giường, thì lập tức gấp gáp nói. Không xong rồi, nô tỳ vừa nghe thấy Vương Phi nói, người có tên trong danh sách tiến cung biến thành tiểu thư rồi sơ tranh tiến công cái gì đánh nhau sao không được nha ta vừa mới tới mà tiểu nha đầu gấp đến độ muốn khóc phải làm sao bây giờ đây nô tỳ nghe nói vị trong cung kia rất hung dữ lần trước có hai người không biết lỡ miệng nói bậy thế nào mà bị xử lý ngay tại chỗ đấy tiểu thư vương gia nhà chúng ta vừa đi mà ngài đã bị khi dễ như vậy vương phi thật quá đáng sơ tranh, vương gia. Trong cung, đây là cổ đại, ngươi đừng khóc, khóc làm ta đau hết cả đầu. Tiểu nha đầu càng khóc lợi hại hơn, nức nở nói, tiểu thư, chúng ta hiện tại là dậu đổ bìm leo, bình thường những người kia ra sức bám vào quyền quý, lúc này cũng hận không thể đạp chúng ta xuống bùn, hơn nữa những ngày tháng sau này. Nô tỳ rất khó chịu, ừ, ta cũng khó chịu, nói nhao nhao đến đau đầu tiểu nha đầu khổ sở không thôi khóc không thành tiếng người có tên trong danh sách vốn là vị ở đông viện kia sao bây giờ lại biến thành tiểu thư rồi tiểu thư phải làm sao bây giờ đây nghe không hiểu làm sao ta biết thật ồn ào xử lý tiểu nha đầu chỉ lo khóc căn bản không chú ý tới vẻ mặt của tiểu thư nhà nàng lúc này chẳng có chút cảm xúc gì nguyên chủ họ trình phụ thân của nguyên chủ từng cùng tiên đế đánh hạ Giang Sơn này. Và còn từng cứu tiên đế vô số lần. Giao tình này còn sâu hơn biển lớn. Tiên đế cũng thập phần nể trọng phụ thân của nguyên chủ. Sau khi phụ thân nguyên chủ giúp tiên đế diệt trừ các thế lực phản bội. Củng cố địa vị Giang Sơn xong, phụ thân của nguyên chủ được phong làm thành vương, là vương gia khác họ duy nhất trong triều đại, được hưởng đãi ngộ giống như các huynh đệ của tiên đế thậm chí những vương gia đó còn phải cho thành vương mấy phần mặt mũi lời nói của bọn họ không có phân lượng bằng lời của thành vương trước khi tiên đế lâm trung đã ủy thác sứ mệnh bảo hộ giang sơn này cho thành vương sau khi đương kim thánh thượng đăng cơ hai năm đầu làm việc rất cẩn trọng mặc dù không có cống hiến đặc biệt lớn lao gì nhưng cũng được xem như cần chính ái dân là một hoàng đế tốt nhưng sau khi hoàng đế cải trang vi hành trở về thì tất cả đều thay đổi hoàng đế chẳng những nghi thần nghi quỷ mà còn luôn cảm thấy có người muốn hại y y càng ngày càng trầm mê thuật trường sinh bất lão còn tìm kiếm khắp thiên hạ những kỳ năng dị sĩ biết thuật trường sinh tính tình cũng ngày càng tàn bạo hơn ai trêu chọc vào y đều không có kết cục tốt trước lúc lâm chung tiên đế có giao lại trọng trách cho thành vương nên ông đã tận tụy khuyên can nhưng hoàng đế là đế vương tất nhiên y sẽ không chấp nhận được chuyện bị người khác quản giáo thành vương chọc giận hoàng đế mấy lần nếu không phải thành vương có kim bài miễn tử thì có lẽ hoàng đế đã sớm chém ông thành mấy khúc không chém được thành vương nên hoàng đế bắt đầu tìm những biện pháp khác lúc còn trẻ thành vương từng bị thương nên lúc về già thân thể càng không tốt cuối cùng đang sống ngon lành thì bị hoàng đế chọc cho tức chết sau khi thành vương chết thành vương phủ to như vậy chỉ còn lại nữ quyến và tôi tớ hoàng đế thì tiếp tục làm một đế vương hoang đường mẫu thân nguyên chủ mất sớm vương phi đương nhiệm được nâng từ thiếp lên nên cực kỳ không thích nguyên chủ sau khi thành vương qua đời nguyên chủ sống trong phủ vô cùng thê thảm nguyên chủ có người mình thích hơn nữa cũng đã được trưởng bối định ra hôn sự rồi đáng tiếc thành vương đột nhiên qua đời nên hôn sự cũng không được ai đề cập đến nguyên chủ sống trong phủ không tốt nhưng nàng vẫn đau khổ chống đỡ chờ mong sau khi nàng cập kê thì người nàng thích có thể dùng kiệu tám người khiêng cưới nàng về nhà đáng tiếc nàng không chờ được kiệu hoa đến có một ngày không biết hoàng đế bị chạm dây thần kinh nào mà một hai hạ chỉ ra lệnh các thiên kim vừa đủ tuổi trong gia đình của triều thần tiến cung trong cung có một quy củ nếu có mệnh lệnh tương tự như thế này truyền xuống thì chỉ có thiên kim con của chủ mẫu mới có tư cách tiến cung. Bởi vì chỉ có như thế mới biểu thị những người này có phúc sẽ không mang suối quẩy vào cung. Mặc dù trên danh nghĩa nguyên chủ là đích trưởng thiên kim, nhưng mẫu thân nàng đã qua đời nên không thích hợp tiến cung nữa. Bởi vậy người có tên trong danh sách này lẽ ra phải là muội muội của nàng, nữ nhi của thành vương phi đương nhiệm Trình Tiêu mới phù hợp. Nhưng vương phi đương nhiệm đút lót tiền bạc để cái tên viết lên danh sách là tên nguyên chủ cái thánh chỉ này có ý tứ gì cũng không ai biết được và việc có thể ra được hay không cũng không ai biết nguyên chủ nghĩ đến chuyện mình có hôn ước chỉ cần đối phương tiến cung báo cáo thì cho dù hoàng đế có ngu ngốc cũng sẽ nhớ được mấy phần nhưng khi nàng đi tìm đối tượng có hôn ước với mình thì lại thấy đối phương thân mật ôm ấp muội muội của nàng một màn này làm nguyên chủ không biết phải làm sao Cuối cùng nàng vẫn phải thay thế muội muội tiến cung. Hoàng đế thấy tư sắc của nàng thượng thừa, lại là nữ nhi của Thành vương, y nghĩ đến hành vi lúc trước của Thành vương, nên có ý định muốn nhục nhã nàng, đêm đó liền lưu nàng lại. Nguyên chủ chỉ là một nữ tử nhu nhược, lại không có phụ thân bảo vệ, nên nếu hoàng đế muốn làm gì thì nàng căn bản không thể phản kháng được. Hoàng đế ngày ngày sủng hạnh nàng, tất cả mọi người đều cho là Nguyên chủ được sủng ái nhưng chỉ qua nửa tháng nguyên chủ đã bị đưa ra khỏi cung bằng một chiếc kiệu nhỏ không có ban thưởng cũng không có bất kỳ ý chỉ gì nhưng mà ai cũng hiểu rõ ràng rằng nguyên chủ từng được hoàng đế sủng hạnh qua bây giờ bị hoàng đế chán ghét rồi vứt bỏ đến ngay cả một tước vị cũng không ban cho nàng sau khi bị đưa ra ngoài rồi thì còn có đường sống nữa sao lời đàm tiếu của ngoại nhân và sự ức hiếp của người trong phủ khiến cho nguyên chủ vô cùng uất ức sầu não nhưng vào lúc nguyên chủ chuẩn bị đi tìm cái chết thì đột nhiên phát hiện mình mang thai nàng chỉ bị hoàng đế sủng hạnh cho nên đứa bé này là con của ai thì không cần nói cũng biết hoàng đế vẫn chưa có con nối dõi mặc dù không biết nguyên nhân gì nhưng chỉ cần tin tức nguyên chủ có thai truyền vào trong cung tất nhiên sẽ mẫu bằng tử quý muội muội của nguyên chủ là trình tiêu không biết nghe được tin tức này từ đâu nàng ta sợ nguyên chủ tiến cung mẫu bằng tử quý cao hơn mình một cái đầu nên liên hợp với mẫu thân của nàng ta cùng nhau cưỡng chế ép nguyên chủ uống thuốc phá thai đợi đến khi người trong cung tới thì liên hợp với toàn phủ nói xấu nàng nói nàng thông đồng với người khác không giữ phụ đạo đứa bé kia không phải của hoàng đế nàng sợ bị điều tra ra nên tự uống thuốc phá thai lúc ấy nguyên chủ vừa bị sảy thai thân thể cực kỳ suy yếu nên căn bản không có cách nào biện giải cho mình hoàng đế nghe được chuyện này thì giận tím mặt hạ lệnh ban cho một chén rượu độc sau khi nàng chết còn phải chịu tiên hình sơ tranh vuốt vuốt mi tâm thật thê thảm à thế này thì làm sao mà phản công lên làm hoàng đế sao hoàng vị có thể dùng tiền mua được à quả nhiên là xử lý vẫn dễ dàng hơn sơ tranh từ trên giường bước xuống tiểu nha đầu vừa rồi khóc đến mức thở không ra hơi đã bị cô đuổi ra ngoài. Gian phòng bài trí đơn giản, ở trong trí nhớ của sơ tranh, đây không phải là gian phòng của nguyên chủ. Mà là sau khi thành vương qua đời, thành vương phi đuổi nguyên chủ đến đây. Sơ tranh đi đến. Trước gương đồng, trong gương đồng mơ hồ hiện lên một thân ảnh tinh tế. Nữ hải tử chưa phấn son trang điểm, khuôn mặt lớn chừng bằng bàn tay, mặc dù ngũ quan rất tinh xảo, nhưng sắc mặt tiểu tụy, trên môi không có chút huyết sắc nào. Giữa hai đầu lông mày còn mang theo nét ngây thơ, mặc dù chưa hoàn toàn trổ mã, nhưng cũng có thể nhìn ra là một mỹ nhân tuyệt sắc. Edit bài Hạ Lan Tâm Nhiên, đây là y phục Vương Phi bảo ta đưa đến, một nha hoàn vinh vang đắc ý đứng trước mặt Lục Châu, trực tiếp ném quần áo trong tay xuống đất. Lục Châu tướng Mạo Thanh Tú, lúc này đang phồng má, hốc mắt ửng đỏ, trong vẻ đáng thương lại lộ ra mấy phần đáng yêu người lục châu tức giận đến chừng mắt giận dữ nói thanh hà ngươi có thái độ gì đấy a à, thái độ gì thanh hà nhấc chân đạp lên quần áo hất cằm thần thái ngạo mạn chính là thái độ này hạ nhân của vương phủ luôn nâng cao dẫm thấp trước kia mặc dù cũng có một số kẻ nịnh hót giúp đỡ vương phi bên kia nhưng tốt xấu gì vẫn còn thành vương ở đó nên cùng lắm cũng chỉ dám làm ra vài động tác nhỏ Bắt đầu trở nên thế này là từ sau khi Thành Vương qua đời. Bây giờ trong vương phủ là Thành Vương phi làm chủ, những hạ nhân này dám to gan như thế, tất nhiên vì có người ở phía sau bày mưu đặt kế. Lục Châu tức giận không nhẹ, nhưng nàng trừ lý luận cùng bọn họ ra thì cũng không có biện pháp gì khác. Thanh Hà dẫm xong, giống như là nhớ tới cái gì đó, khoa trương che miệng lại, "A, à, quên nói với ngươi." đây là quần áo mà tiểu thư nhà ngươi phải mặc khi tiến cung nhớ giặt sạch sẽ một chút tuyệt đối đừng làm bẩn mắt thánh thượng lục châu khó thở đột nhiên đẩy thanh hà một cái thanh hà bị đẩy đến hơi lảo đảo nàng ta đầu tiên là kinh ngạc sau đó phẫn nộ ngẩng đầu định tát một cái lên mặt lục châu tiểu tiện nhân nhà ngươi cũng thật to gan lại còn dám đánh ta lục châu theo bản năng nhắm mắt lại bàn tay chưa rơi xuống nhưng gió đã tới trước gió phất qua gương mặt lục châu mang theo một trận ý lạnh nhưng nàng không cảm thấy đau đớn a à, đau ngược lại bên tai vang lên tiếng kinh hô của thanh hà lục châu lập tức mở mắt ra bàn tay trắng nõn xinh đẹp nắm lấy cổ tay thanh hà theo cánh tay nhìn sang thì thấy tiểu cô nương sắc mặt hơi tái nhợt đứng bên cạnh nàng cô chỉ mặc một thân áo trong màu trắng tóc còn chưa búi tùy ý xõa sau lưng người trước mặt lục châu hết sức quen thuộc nhưng lại làm lục châu có chút xa lạ khí thế trên người tiểu thư rất xa lạ tôn quý yêu nhã trong lãnh đạm xa cách còn lộ ra cảm giác sắc bén giống như ánh trăng đêm đông mang theo cảm giác lạnh thấu xương lại phi thường trói mắt cô hờ hững quét mắt nhìn thanh hà đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra ngoài thanh hà lập tức không theo khống chế ngã thẳng ra sau thanh hà đang đứng trên mép bậc thang bị đẩy một cái như thế, nên trực tiếp lăn từ đên bậc thang xuống, đau đớn hét lên. Nhìn rõ chưa, âm thanh lạnh nhạt của cô gái vang lên, như dòng suối chảy xuôi, làm rung động lòng người. Lục Châu ngơ ngác. Nhìn, nhìn rõ cái gì nha? Ngươi, ngươi dám đẩy ta? Sắc mặt Thanh Hà tái xanh chống thân thể đứng lên, mắt hạnh trừng to, ngươi còn cho rằng mình là tiểu thư của Thành Vương phủ à? Hiện tại ngươi chẳng là gì sơ tranh chậm rãi bước xuống bậc thang. Dưới ánh mắt phẫn nộ của Thanh Hà, cô nhấc chân đạp lên người Thanh Hà, ép nàng ta trở lại trên đất. Cô gái cúi người, đối mặt với Thanh Hà. Ngũ quan quen thuộc kia, lúc này giống như được phủ lên một lớp băng xương, rõ ràng vẫn là gương mặt kia, nhưng không còn yếu đuối và nhát gan như ngày xưa nữa. Ánh nắng gay gắt trên vòm trời, phảng phất như đều trở thành vật làm nền cho cô. Tôn quý vô song thanh lãnh tuyệt tục yết hầu thanh hà giống như bị băng chặn lại không nói thêm được chữ nào nữa nhịp tim đập thình thịch không ngừng trong não lúc này hoàn toàn trống rỗng không suy nghĩ được gì cả hàn khí từ phía sau lưng nơi chạm vào mặt đất truyền đến khắp toàn thân làm tứ chi dần dần cứng ngắc cánh môi tái nhợt của cô gái khẽ mở từng câu từng chữ đập vào đáy lòng thanh hà rồi vỡ thành hàn băng thì thế nào ta vẫn là tiểu thư của vương phủ không tới phiên ngươi khinh nhục, nguyên chủ trải qua cuộc sống này thế nào vậy? Đến cả một hạ nhân cũng có thể khi dễ được. Vẫn là một con người sao? Còn muốn khi dễ ta? Không có cửa đâu. Cửa sổ cũng không có. Là một nữ nhân thì không thể bị khi dễ. Sơ tranh thu chân lại, cầm xẹt qua không khí tạo nên một đường vòng cung, quần áo, giặt sạch sẽ, chỉ mấy chữ ngắn gọn, đã đủ làm khuôn mặt nhỏ của Thanh Hà mất hết huyết sắc. Sau khi Sơ Tranh nói xong, Thanh Hà lập tức bò từ dưới đất dậy, luống cuống tay chân nhặt quần áo nàng ta ném xuống đất lên, sau đó chạy trối chết. Trong viện an tĩnh lại, hoa ảnh chập chờn, ánh nắng mặt trời làm kéo dài thân ảnh của cô gái. "Tiểu, tiểu thư." Lục Châu thì thào kêu một tiếng. "Lần sau nếu có người khinh bạc ngươi, xử lý." Sơ Tranh quay đầu nhìn nàng, truyền thụ cho nàng bí tịch độc nhất vô nhị. Thế thì người khác sẽ không khinh bạc ngươi được nữa, người này là nha hoàn của nguyên chủ, nói cách khác, sau này sẽ đi theo cô. Nếu đã là người của cô thì sao có thể bị người khác bắt nạt được. Lục Châu, xử, xử lý. Xử lý thế nào? Tiểu thư, không phải bị kích thích nên có vấn đề rồi chứ? Tiểu thư, ta, chúng ta về phòng trước đi, trời lạnh, đừng để bị lạnh. Lục Châu thả nhẹ thanh âm giống như sợ hù dọa đến sơ tranh, trên mặt đều viết đầy mấy chữ cẩn thận từng ly từng tí. Sơ tranh mờ mịt mĩ, thân thể này hơi yếu, vừa rồi chỉ vừa đánh một chút mà đã cảm thấy như sắp dùng hết hăng hái của đời này rồi. Ôi, góc cua nơi hành lang, một bóng người trực tiếp đụng vào người Hai Nha Hoàn, Thanh. Thanh Hà tỷ, tỷ không sao chứ? Thanh Hà được Hai Nha Hoàn một trái một phải đỡ lấy. Thanh Hà tỷ, Thanh Hà tỷ Tỷ không sao chứ? Thanh Hà lúc này mới lấy lại tinh thần, căng thẳng nhìn về phía sau. Tại sao vừa rồi nàng ta lại bị hù dọa chứ? Thanh Hà nghĩ đến cặp mắt kia, lại nhịn không được dùng mình một cái. "Thanh Hà tỷ, ta không sao." Thanh Hà nhanh chóng lướt qua hai nha hoàn. Hai nha hoàn không hiểu lắm nhìn bóng lưng Thanh Hà vội vã rời đi. "Sao thế?" "Không biết a, à, Thanh Hà là nha hoàn thiếp thân của Trình Tiêu." nàng ta vừa trở lại viện của trình tiêu liền đụng vào trình tiêu đang định đi ra ngoài trình tiêu mặc một bộ váy dài màu xanh biếc trổ mã xinh đẹp một thân khí chất của tiểu thư cao quý ngũ quan vừa nhìn thì không có gì đặc sắc nhưng mà tổ hợp lại với nhau lại phá lệ dễ nhìn trình tiêu nhìn thấy thanh hà nhíu mày nói thanh hà không phải ta bảo ngươi đưa quần áo đến cho nha đầu ngu xuẩn kia sao sao ngươi lại cầm về rồi thanh hà nghe thấy giọng nói của tiểu thư nhà mình thì tảng đá dưới đáy lòng lúc này mới rơi xuống đấy tiểu thư thanh hà nhìn xung quanh một chút kéo trình tiêu vào trong viện thanh hà ngươi làm gì thế ta đang muốn ra ngoài bị thanh hà kéo nên trình tiêu rất bất mãn thanh hà vội vã cuống cuồng tiểu thư người ở nam viện kia không đúng lắm sao mà không đúng có phải sợ đến choáng váng rồi không trình tiêu rút mình tay về vỗ vỗ khóe miệng câu lên một nụ cười mỉa mai tiến cung là con đường chết nàng ta vừa biết tin tức này khẳng định là bị hù dọa không phải ánh mắt kia không giống như bị sợ đến choáng váng thanh hà bẩm báo lại chuyện phát sinh ở nam viện cho trình tiêu bao gồm cả chuyện sơ tranh động thủ đánh mình và chuyện cô bắt mình cầm quần áo bẩn về trình tiêu nghe xong trên gương mặt xinh xắn lập tức hiện lên vẻ âm trầm nàng cũng dám đánh ngươi lá gan rất lớn a à. mấy ngày không thu thập nàng nàng liền không biết mình là cái thứ gì rồi à tiểu thư ta thật sự cảm thấy nàng rất không đúng thanh hà nhỏ giọng nói a à, không đúng thì thế nào bây giờ vương phủ là nương ta làm chủ trình tiêu không sợ hãi tí nào hiện tại ta muốn ra ngoài chờ ta trở lại sẽ đi chừng trị nàng tiểu thư edit bay hạ lan tâm nhiên sơ tranh rửa mặt mặc quần áo dưới sự hầu hạ cẩn thận của lục châu diện mạo của nguyên chủ thuộc về kiểu ôn nhu như nước, cùng với tuổi tác còn quá nhỏ, lúc này bị sơ tranh bày ra vẻ mặt lạnh như băng, ngược lại làm cho người ta cảm thấy là cô đang cố ý ra vẻ lạnh lùng. Mặt mũi này, sơ tranh và người trong gương đồng mắt to chừng mắt nhỏ. Thế này cũng quá làm ảnh hưởng đến hình tượng cao quý lãnh diễm của cô. Sao lại lớn lên thế này chứ? Sơ tranh lấy đồ trên bàn xuống, rồi cởi bớt đồ trang sức trên đầu ra, chọn một cây châm đeo lên. Vật trang sức đơn giản, khó khăn lắm mới kéo được một chút cao lãnh về, nhiệm vụ chính tuyến, mời trong vòng một canh giờ, tiêu hết 50 lượng bạc. Bốp, tiểu cô nương trước gương đồng đột nhiên đập một phát vào bàn trang điểm, làm gương đồng cũng bị lung lay. Đau, đau quá. Tiểu, tiểu thư, Lục Châu cầm áo choàng đứng đờ tại chỗ, trong đôi mắt tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí tiểu cô nương chấn định thu tay lại, ra hiệu Lục Châu đưa áo choàng tới. Lục Châu nuốt một ngụm nước bọt. Nàng thật sự cảm thấy tiểu thư hoàn toàn thay đổi rồi. Trước đây, tiểu thư luôn ôn nhu dịu dàng, còn lúc này, khuôn mặt tiểu thư luôn lạnh như băng, không có chút biểu cảm nào, làm cho nàng thấy sợ hãi. Trước kia tiểu thư giơ tay nhấc chân đều tỏa ra khí chất dịu dàng nhu hòa của đại gia khuê tú. Nhưng bây giờ, trên người tiểu thư ẩn ẩn lộ ra vẻ tự phụ và sắc bén, loại tư thái anh hùng mà nàng chỉ có thể thấy trên người của một số ít công tử thế gia. Không, so với các công tử thế gia kia thì tiểu thư càng có khí độ hơn. Quần áo của thời đại này tầng tầng lớp lớp, váy dài phiêu phiêu, đuôi váy càng khoa trương uốn lượn trên mặt đất. Sơ tranh thừa dịp lúc lục châu ra ngoài, quơ quơ ống tay áo. Cái này giống như đang khiêu vũ vậy tay áo và váy dài thế này lúc đi đường sẽ không đạp phải chứ tiểu thư lục châu bước vào cửa sơ tranh vừa vung tay áo ra cô mặt không đổi sắc bắt lấy tay áo rồi nhanh chóng giấu ra sau lưng trở về cái tư thái thanh nhã lãnh đạm lục châu nghi hoặc nhìn sơ tranh chắp tay đứng trong phòng bày ra tư thế như đang quan sát quốc gia thiên hạ tiểu thư tiểu thư nhà nàng vẫn khỏe chứ sao lại cảm thấy có chút kỳ quái nhỉ lục châu dè dặt bước tới tiểu thư có phải ngài khổ sở không không có ta khổ sở cái gì nói hưu nói vượn tiểu thư lục châu căn bản không tin nhất định là tiểu thư đang khổ sở nàng vắt hết óc suy nghĩ một hồi đột nhiên hai mắt tỏa sáng tiểu thư không bằng chúng ta đi tìm diệp công tử đi hắn hắn và ngài có hôn ước chỉ cần hắn tiến cung nói rõ với bệ hạ thì ngài sẽ không cần tiến cung nữa diệp công tử hoa công tử cái gì không biết không đi ta muốn đi ra ngoài phá sản sơ tranh chắp tay đi ra ngoài lục châu cho là sơ tranh nghe lọt tai nên chạy theo tiểu thư ngài không thể cứ như vậy mà ra đường được sơ tranh ra đường thôi mà cũng muốn quản ta cứ muốn như vậy đấy thế nào sơ tranh bày ra tư thế như lão cán bộ chắp tay đi ra khỏi phòng lục châu vội vã cuống cuồng nhắc nhở cô sơ tranh mặt không biểu cảm quay đầu uy hiếp nếu ngươi còn dám nói tiếp thì đừng đi theo ta nữa lục châu hút khí hốc mắt ửng đỏ nhìn rất đáng thương nhưng cũng không dám lên tiếng nữa sợ sơ tranh không cho nàng đi theo nàng chỉ là một nha hoàn nếu chủ tử không cho theo cùng thì nàng bắt buộc phải lưu lại thành vương phủ do chính tay tiên đế ngự tứ nằm ở khu vực hoàng kim của hoàng đô như vậy có thể thấy được lúc trước thành vương được tiên đế coi trọng như thế nào đương nhiên đó cũng chỉ là đã từng huy hoàng bây giờ tiên đế và thành vương đều đã chết thành vương không có thân nhân khác chỉ còn cô nhi quả mẫu lưu lại bây giờ trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt người khác sơ tranh chỉ có thể cảm thán dưới đáy lòng về nhóc đáng thương như mình trên có hoàng đế âm dương quái khí làm việc không theo lẽ thường dưới có mẹ kế và kế muội nhìn chằm chằm bên ngoài còn có những người từng có thủ oán với thành vương, vây xem kịch vui, tùy thời có thể dẫm thêm một cước. Ta đúng là nhóc đáng thương, không sai chút nào. Tự ôm chính mình an ủi một cái. Vậy 50 lượng bạc này tiêu sao bây giờ? Nguyên chủ cứ cách 3 tháng sẽ được nhận 20 lượng bạc, mặc dù bây giờ đã bị bớt xén mất. Nhưng nguyên chủ xài 20 lượng trong vòng 3 tháng cũng không hết, bây giờ có nhiều gấp đôi, làm sao mà tiêu hết đây? sâu quá con đường sơ tranh đang đứng là nơi phồn vinh nhất hoàng đô người người nhộn nhịp lui tới có tiểu thương lớn tiếng kêu la có phụ nhân cỏ kè mặc cả có hải đồng ồn ào vây quanh sạp đồ chơi làm bằng đường cũng có những chiếc xe ngựa sang trọng ngẫu nhiên đi xuyên đường phố sơ tranh đi vào một cửa tiệm nhìn rất xa hoa đi vào rồi mới phát hiện bên trong bán y phục cô nương hoan nghênh nha một nữ tử trang điểm hoa hòe lộng lẫy đi tới mùi thơm nức mũi sở tranh lãnh đạm nhìn bốn phía nữ tử cầm cây quạt che miệng cười cô nương lần đầu tiên tới a cẩm tú phường chúng ta không tiếp đón những khách nhân đi riêng lẻ nhưng hôm nay thong thả nên cô nương có thể tùy tiện nhìn một chút lục châu ở phía sau khuôn mặt nhỏ nhăn thành một nắm khi nữ nhân này nói chuyện mặc dù vẫn luôn cười nhưng giọng điệu làm người ta rất không thoải mái giống như đang nói tiểu thư nhà nàng không mua nổi sơ tranh không để ý đến thái độ của nữ nhân lắm rất đắt đó là đương nhiên nữ nhân đong đưa cây quạt thần thái mang theo vài phần cao ngạo sắc bén rất đắt rất tốt vô cùng tốt sơ tranh tâm tình rất tốt đi vào trong cẩm tú phường là một cái lâu ở giữa là những y phục tinh mỹ treo trên giá đỡ hai bên nam nữ được phân chia riêng biệt ở trên lầu còn có nữa lúc này có không ít cô nương tụ tập trên lầu oanh oanh yến yến thập phần náo nhiệt cô nương hôm nay đến rất đúng lúc trưởng quỹ nhà ta vừa tự mình thiết kế y phục ngài có muốn lên xem một chút không lời nói của nữ tử làm người ta không tìm ra được chút sai sót nào từng câu từng chữ đều mang theo vẻ cung kính nhưng thái độ và hành vi cử chỉ của nàng ta lại không có ý đó sơ tranh tiện tay chọn một bộ váy áo bao nhiêu tiền mươi lượng, nữ tử nói, những bộ này là của năm ngoái, cho nên giá thấp hơn, nhưng nhìn cô nương có lẽ không mặc được, đến cẩm tú phường của bọn họ, ai cũng đặt làm theo yêu cầu. Ai còn mua những thứ này nữa? Y phục tốt chân chính đều ở trên lầu, còn những y phục treo ở đây là để ứng phó với những khách nhân chưa biết quy củ như thế này. Sơ Tranh ra hiệu cho Lục Châu cầm quần áo, rồi tiếp tục chọn thêm một bộ 30 lượng. Tính tiền tiểu thư lục châu kinh ngạc lên tiếng những y phục này tiểu thư căn bản không mặc được sơ tranh dùng ánh mắt uy hiếp bắt lục châu yên tĩnh lục châu ôm y phục vừa lo lắng lại vừa ủy khuất mặc dù nàng rất tức giận vì nữ nhân này xem thường người khác nhưng cũng không thể tiêu xài bậy bạ thế này được từ sau khi vương gia qua đời thì viện của họ không còn được nhận tiền bạc nữa sau này cuộc sống còn nhiều cái cần dùng thì biết lấy đâu ra chứ biểu cảm của nữ tử có chút cổ quái, nhưng sơ tranh nguyện ý mua, nên nàng ta gọi tiểu nhị đến tính tiền cho sơ tranh. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ, 50 lượng ban thưởng đã đến sổ sách. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tiểu tỷ tỷ mua lại cẩm tú phường. Sơ tranh vừa móc tiền ra, thì vương giả liền thập phần chi kỳ nói cho cô biết nhiệm vụ hoàn thành, đồng thời phát nhiệm vụ thêm lần nữa. Tiểu tỷ tỷ, sao có thể để bọn họ xem thường chúng ta được? chúng ta rất nhiều tiền mua nhất định phải mua sơ tranh không ta không muốn không cô muốn sơ tranh chó chết sơ tranh hít sâu hít sâu lại hít sâu ta muốn gặp trường quỹ của các ngươi mua cửa tiệm edit bài hạ lan tâm nhiên nhà đầu ngu xuẩn ngươi còn biết đường trở về à chạy tới chỗ rác rưởi nào vậy sơ tranh vừa đi vào viện tử liền nghe thấy âm thanh âm dương quái khí của nữ tử truyền đến. Một cô nương váy lục đang ngồi cạnh bàn đá trong viện, thanh hà vênh vang đắc ý đứng phía sau nàng ta. Nàng ta cười lạnh nhìn cô, dưới đáy mắt là chán ghét và khinh thường không thèm che giấu. Trình tiêu là một trong những hung thủ hại nguyên chủ rơi vào kết cục kia, và cũng chính là đối tượng cô cần phản công. Một cô nương dáng dấp thật đẹp mắt. Sao lại đối xử độc ác với nguyên chủ như vậy chứ? nguyên chủ cũng không trêu chọc nàng ta mà mỹ nhân rắn rết nha lục châu nhìn thấy thấy hai người này thì cả người đều căng thẳng hết lên mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay và sau lưng vù vù bốc lên vậy ngươi đi đến chỗ rác rưởi nào về thế sơ tranh mặt không đổi sắc hỏi lại ngươi nói cái gì trình tiêu đứng dậy tay ngọc đập lên bàn nha đầu ngu xuẩn ngươi lặp lại lần nữa ngươi bảo ta nói thì ta phải nói à ta cứ không nói đấy. Trình tiêu bước nhanh tới, khuôn mặt đẹp đẽ chứa đầy tức giận. Hai ngày nay ngươi trải qua rất thoải mái phải không? Sắc mặt trình tiêu đột nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn chăm chú vào người sơ tranh. Trên người sơ tranh mặc một kiện váy áo màu lam, màu sắc xinh đẹp, chế tác thủ công tinh xảo, theo thùa sinh động như thật, kiểu dáng cũng cực kỳ mới lạ. Bộ y phục này nàng ta có ấn tượng, chính là kiểu dáng mới nhất của cầm tú phường sao cô lại mặc trên người trình tiêu chỉ về phía cô ngươi y phục trên người ngươi từ đâu tới các thiên kim tiểu thư ở hoàng đô nếu có thể mặc được y phục của cẩm tú phường thì đó cũng là một chuyện đáng để khoe khoang bởi vì y phục của cẩm tú phường không chỉ có vải vóc khó cầu mà mỗi một bộ y phục đều được thiết kế cực kỳ đẹp đẽ mắc mớ gì tới ngươi nguyên chủ không phải không có y phục của cẩm tú phường nhưng đó là lúc thành vương đang sống sau khi thành vương qua đời, những y phục kia đều bị trình tiêu cắt nát ngay trước mặt nàng, bao gồm cả quần áo đẹp một chút, cũng bị trình tiêu cắt luôn. Sao chuyện này lại không liên quan đến ta được, ngươi căn bản không có bộ y phục này, lúc ngươi ra ngoài cũng không phải mặc cái này. Ngươi ở bên ngoài làm gì? Vì sao lại mặc y phục của cẩm tú phương? Ai mua cho ngươi? Vấn đề của trình tiêu nối tiếp nhau đến. Hình ảnh kia giống như thê tử đang chất vấn trượng phu. Sơ Tranh nhìn chằm chằm vào Trình Tiêu, suy nghĩ xem nên làm rơi nàng ta như thế nào. Quá đáng ghét, quá ồn ào. Ta hỏi ngươi đó, dựa vào cái gì mà ta phải trả lời ngươi? Ngươi là cái thá gì chứ? Xử lý là được rồi, Trình Tiêu tức, giận tới mức hóa cười, "Tốt, lá gan của ngươi bây giờ lớn hơn rồi phải không? Không biết ở ngoài làm gì mà đổi được một thân y phục. Hôm nay lại dám đánh Thanh Hà?" Nếu hôm nay ta còn không dạy dỗ ngươi, thì ngươi còn không biết vương phủ này bây giờ do ai làm chủ." Trình Tiêu nói xong lập tức đập một cái tát tới. Nàng ta cố ý cong ngón tay lên, nếu cái tát kia rơi xuống, thì nhất định móng tay sẽ gây ra vết thương trên mặt Sơ Tranh. Sơ Tranh lập tức nhấc chân đá vào bụng Trình Tiêu. "Rất, rất hung tàn nha, hù chết người, lại còn muốn đánh vào mặt ta, chó chết." Trình Tiêu bị đạp nghiêng cả người xuống thân thể lung lay mấy cái cuối cùng vẫn ngã sầm xuống đất a à, trình tiêu ôm bụng đau quá tiểu thư thanh hà tiến lên đỡ trình tiêu dậy lục châu khẩn trương tiến lên tiểu thư trình sơ tranh trình tiêu đổi giọng bén nhọn chói tai ngươi dám ra tay hay cho trình sơ tranh nhà ngươi thanh hà ngươi đến giáo huấn nàng cho ta thanh hà đi đi trình tiêu đẩy thanh hà phần bụng bị đau làm lửa giận của trình tiêu ngùn ngụt bốc lên đồ ngu này tiện nhân thành vương phi nghe được tin tức vội vàng chạy tới viện của sơ tranh trình tiêu và thanh hà cùng với mấy gia đình đều nằm trong sân nữ nhi thành vương phi hoa dung thất sắc bổ nhào vào trước mặt trình tiêu sao lại thế này nữ nhi con đừng dọa mẫu thân là ai làm trình tiêu không có nhiều vết thương chỉ bị sơ tranh đá hai cái nhưng mà rất đau nương trình tiêu nhìn thấy thành vương phi giống như nhìn thấy tâm phúc khóc lóc cáo trạng nương nàng đánh con con đau quá nương xem nàng đánh con này nương phải làm chủ cho con không sao không sao nương làm chủ cho con nghe thấy âm thanh của trình tiêu thành vương phi thở phào nhưng lờ giận lại lập tức bốc lên thành vương phi đỡ trình tiêu dậy nhìn về phía sơ tranh đang nhàn nhạt uống trà ở bàn đá khuôn mặt tiểu cô nương hoàn toàn không có chút phấn son trang điểm. Trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn không mảy may có chút biểu cảm nào. Ánh mắt thanh u đạm mạc dừng ở hư không. Trên tóc chỉ cài một cây châm, làm nổi bật tư thái thanh nhã của tiểu cô nương, giờ tay nhấc chân đều tỏa ra vẻ quý khí. Còn nhà đầu chết tiệt này, thành vương phi vừa liếc mắt đã nhìn ra sơ tranh không thích hợp. Vài ngày trước gặp cô, vẫn là bộ dạng rụt rè sợ hãi, đến cả đối mặt với mình cũng không dám. Sao bây giờ lại to gan như vậy, ngay cả khí chất cũng thay đổi. Thành Vương phi đè xuống nghi hoặc nơi đáy lòng, bày ra dáng vẻ Vương phi chất vấn, "Sao ngươi lại đánh tiểu tiêu?" Sơ Tranh đánh giá vị phụ nhân trước mặt vài lần. Thành Vương phi cùng lắm chỉ hơn 30 tuổi, vì được bảo dưỡng tốt, cùng với cách ăn mặc và trang điểm nên nhìn rất trẻ. Đứng một chỗ với trình. Tiêu mà chỉ giống như tỉ muội ta đánh sao sơ tranh đặt chén trà xuống đầu ngón tay đặt lên cạnh bàn ngữ điệu nhẹ nhàng ngươi nhìn thấy rồi cái này thành vương phi chỉ vào gia đình trên mặt đất sự thật bày ngay trước mắt ngươi còn dám rảo biện chính bọn họ tự ngã có quan hệ gì với ta sơ tranh mặt không đổi sắc nói mò gia đình bọn họ có thể tự làm mình ngã thành thế này à bọn họ có bệnh chắc Thành vương phi cũng không nghĩ tới, sự thật ở ngay trước mắt, mà sơ tranh còn có thể phủ nhận một cách đúng lý hợp tình như thế. Người dám nói chuyện với ta kiểu đó à? Thành vương phi nhíu mày, còn có quy củ không? Ta là trưởng bối của người, đứng lên cho ta, sơ tranh không chút động đẩy. Lục châu ở phía sau gấp đến độ không được nữa. Tiểu thư làm cái gì vậy nha? Đánh trình tiêu, bây giờ lại còn đối nghịch với vương phi sau này còn muốn sống trong vương phủ nữa không? Trường bối thì nên có dáng vẻ của trường bối, ân oán giữa tiểu bối với nhau mà ngươi cũng muốn ra mặt. Thần sắc sơ tranh thản nhiên, chứng minh nữ nhi nhà ngươi vô năng hà, chứng minh nữ nhi nhà ngươi vô năng hà, chỉ mấy chữ đã thành công làm cả người thành vương phi nổ tung. Tiện nha đầu, thành vương phi chỉ vào sơ tranh mắng, ngươi dám đánh tiêu tiêu nhà ta, bây giờ lại còn không biết lễ phép sao vương gia lại có một đứa con gái như người chứ thành vương phi càng mắng càng lợi hại cuối cùng còn mắng đến trên người mẫu thân của nguyên chủ ánh mắt sơ tranh quét quanh bốn phía một vòng trong tiếng mắng chửi của thành vương phi đi đến một bên khác của viện rút một cây gậy gỗ ra ngươi làm gì ngươi muốn làm gì ngươi còn định đánh người nữa à ngươi bỏ xuống cho ta thành vương phi bị hành động của sơ tranh làm cho kinh hãi giang hai tay ra che chở trình tiêu cũng đang chấn kinh lui về phía sau sơ tranh mang theo gậy gỗ không nhanh không chậm đi tới trong âm thanh quát lớn của thành vương phi giơ gậy gỗ lên thành vương phi hoa dung thất sắc thét lên chói tai ra lệnh cho người ta ngăn sơ tranh lại sơ tranh một mình một gậy viện tử dần dần an tĩnh lại loảng xoảng tiểu cô nương ném cây gậy gỗ trong tay đi mặt không cảm xúc bước qua thi thể thành vương phi Phân phó Lục Châu đang sợ ngây người. Ném bọn chúng ra đi. Edit bài Hạ Lan tâm nhiên sơ tranh làm ra một chuyện lớn như vậy, dọa cho thành Vương Phi và Trình Tiêu đến phát sợ. Lục Châu cũng bị hù dọa. Vốn cho rằng tiểu thư sẽ xuất phủ tìm Diệp Công Tử nói chuyện tiến cung, nhưng cô lại không nói đến chuyện này. Chỉ ở Cẩm Tú phường tiêu tiền một hồi rồi dọn đường về phủ. Bây giờ trở về lại thành thế này, rốt cuộc tiểu thư bị thế nào vậy? sau đó thành vương phi mang người đến tìm cô gây sự, lại bị sơ tranh đánh trở về. Chuyện này làm thành vương phi tức điên lên, nói rằng cô chúng ta. Bà ta kêu người đi tìm đạo sĩ đến làm phép trước cửa viện của sơ tranh. Sơ tranh dựa vào cổng, mặt không cảm xúc nhìn đạo sĩ đang múa may như khỉ. Đạo sĩ mặc đạo bào, khoảng chừng 40 tuổi, sợi dâu bay bay, lúc này hắn đang đứng trước hương án, he he nha nha hô nửa ngày kiếm gỗ đào múa cũng không tồi, hơn nữa còn biết phun lửa, làm đám người thành vương phi đang vây xem sửng sốt một chút. Nhàm chán, đoàn siếc tương đối thích hợp với ngươi. Sơ tranh ném ra câu nói này, rồi đóng sập cửa lại. Đạo sĩ đang uống nước bùa, nghe thấy lời này của sơ tranh, thì lỡ nuốt mất một ngụm, bị sặc đến mức ho khan mãi không ngừng. Đạo trưởng, đạo trưởng, nàng, nàng xảy ra chuyện gì vậy? Thành Vương Phi khẩn trương hỏi. Sao một chút phản ứng cũng không có. Cái này, khụ khụ, đạo sĩ buồn nôn chết mất, muốn ói nhưng lại không dám ói trước mặt kim chủ người ta, nên phải nghẹn khuất nút xuống. Đạo sĩ sụ mặt, đè ép cuống họng, yêu nghiệt này rất rào hoạt, ta vừa cùng nàng giao phong, không nghĩ tới lại bị phát hiện, nàng đã khống chế thân thể của tiểu thư, sắc mặt thành vương phi lập tức biến đổi. Đạo sĩ sờ sờ dâu ria già, phát hiện có một bên dâu bay lên, hắn vội vã dán lại, không dám sờ nữa. Khụ khụ, Vương Phi cũng không cần lo lắng, đợi lão đạo ta làm phép xong, nhất định có thể thu thập được yêu nghiệt này. Để tiểu thư khôi phục lại bình thường, thành Vương Phi nghe xong thì thần sắc hòa hoãn hơn không ít, vậy làm phiền đạo trưởng. Nên làm nên làm, đạo sĩ lấy lý do là bí quyết độc nhất vô nhị, không thể cho ngoại nhân xem, bảo thành Vương Phi và những người khác rời đi. Nhưng vì để cho bọn họ tin phục, nên đạo sĩ vẫn phải giống to. Một cây gậy gỗ bay từ trong viện ra, trực tiếp nện vào chán đạo sĩ. Đạo sĩ té nhào xuống đất. Hắn che cái chán nổi mấy cục u, tức giận đến mức dâu ria đều bay mất. Hắn dán lại dâu ria, rồi đứng lên tiếp tục ê ê a à a à hát. Trong viện lại có một cục đá bay ra. Đạo sĩ bày ra tư thế bạch hạc lưỡng xí, hắc hổ đào tâm sao ta trốn ta trốn ta trốn trốn trốn. Sao mấy tư thế võ công mặt cười, cửa viện cạch một tiếng mở ra, sơ tranh vừa đi ra đã phi một cước. Lên người đạo sĩ, đạo sĩ ngã sầm xuống đất. Tiểu cô nương khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống hắn. Người đủ chưa, đạo sĩ nằm dạp trên mặt đất. Ta nói này cô nương, ta lừa gạt ít tiền cũng không dễ dàng. Ngài chiếm cứ thân thể người khác thì coi như xong đi sao lại ngăn chặn đường làm ăn của ta? Sơ tranh, ngươi không phải tên đạo sĩ dởm sao? Sao có thể nói ra những lời này chứ? Cô sẽ không bị hắn xem như quỷ mà bắt lại đấy chứ? Vương bát đản không nói cho ta biết, vị diện này nguy hiểm như vậy. Ngài muốn làm gì ta cũng mặc kệ, nhưng ngài đừng quản chờ ta lừa gạt tín người khác đó không? Đạo sĩ chắp tay trước ngực, giờ cao đánh khẽ, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Sao ngươi biết? Đạo sĩ nhíu mày, nửa bên dâu rơi xuống khóe miệng. Sơ tranh nhìn thần sắc của hắn, thì đã rõ ràng có lẽ lúc nãy hắn chỉ suy đoán, cũng không xác định chắc chắn. Nhưng bây giờ cô đã thừa nhận. Đương nhiên cô cũng không sợ. Đạo sĩ lấm la lấm lét dán lại dâu, ngón cái và ngón trỏ xoa xoa vào nhau trước mặt cô. Sơ tranh lấy bạc ra ném qua. Dễ hiểu thôi, trước kia khi thành vương còn sống, ta từng xem qua mệnh cách cho ngài, lúc đó không phải như vậy. Sư phụ ta nói, mệnh cách của một người sẽ không phát sinh biến hóa quá lớn, cho dù giữa đường phát sinh cái gì, thì kết cục cuối cùng cũng không thay đổi. Nhưng hôm nay ta tính ra, mệnh cách của ngài thật ghê gớm nha. Tính ra, đạo sĩ này quả thật có chút bản lĩnh, tính rất chuẩn xác. Thế nhưng, chỉ cần vừa liếc mắt đã có thể nhìn ra cô không phải nguyên chủ, thế này không khỏi có chút lợi hại quá mức rồi. Vương bát đàn. Không phải hắn cũng là ký chủ của mi chứ? Tiểu tỷ tỷ, hắn là người ở đây nha. Vương giả dừng một chút, người này có chút đạo hạnh, nếu đặt ở thế giới tu chân thì sẽ là người may mắn được cái thế lực lớn tranh đoạt, những kỳ nhân dị sự ở các thế giới này rất nhiều. Vương Bát Đản xác định đạo sĩ này không có bất kỳ cái gì dị thường. Hắn chính là người của thế giới này. Chỉ là có điểm lợi hại và một chút siêu phàm thoát tục, có lẽ còn một chút hư hỏng sơ tranh mặt lạnh lùng hỏi đạo sĩ mệnh cách thế nào đạo sĩ gật gù đắc ý không thể nói không thể nói thiên cơ bất khả lộ sơ tranh tiếp tục lấy ra một túi bạc nghe thấy tiếng bạc va chạm với nhau đạo sĩ ho khan hai tiếng nhân trung long phượng tùy ngài chọn cẩm tú tiền đồ mặc ngài đi trong mệnh của ngài có chữ quý không ai có thể so sánh được đạo sĩ khoe khoang khen một trận nếu không có vài lời không thể nói lung tung thì có lẽ đạo sĩ phải nói là, sơ tranh quân lâm thiên hạ, chuyện đăng cơ xưng đế nằm trong tầm tay. Nhưng tin tức hữu dụng thật sự thì không có bao nhiêu. Ngươi, không cảm thấy ta là yêu nghiệt à? Ở thời đại này, loại chuyện như chiếm thân thể người khác, hay liên quan đến quỷ thần mà nói, thì rất bị kiêng kỳ. Tác quái mới gọi là yêu nghiệt, mệnh cách của ngài thế này, làm sao có thể là yêu nghiệt được, đạo sĩ tiếp tục khen. Sơ tranh ta cũng phải tin tưởng ta là người tốt đạo sĩ lấy bạc từ trong tay sơ tranh đi hắc hắc thăm dò một chút rồi đột nhiên lên tiếng ngâm sướng hai câu bên ngoài còn có người nghe đó hát xong còn giải thích với sơ tranh sơ tranh còn rất chuyên nghiệp người có bản lĩnh sao đi lừa gạt làm gì làm một đạo sĩ nghiêm túc không được sao đạo sĩ mặt ủ mày ê nếu bản lĩnh của ta lộ ra thì sẽ bị bắt vào cung Tiến cung rồi còn có thể đi ra được không? Chắc chắn là không được, cho nên ta chỉ có thể làm một tên lừa đảo, cuộc sống bức bách a. À, Sơ Tranh, tên đạo sĩ giả như ngươi mà cũng có thiết lập thế cơ à? Không hổ là thiên tài trong miệng Vương Bát Đản. Lý do giả làm đạo sĩ mà cũng tươi mát thoát tục như thế. Cao thủ lừa đảo của thế giới này phải có ghế cho ngươi, an bài lên, nhất định phải an bài lên. Sơ Tranh chấn định nhìn về nơi xa xa một chút. Ta cho ngươi 500 lượng, ngươi giúp ta làm một chuyện. 500 lượng, cặp mắt đạo sĩ lập tức sáng lên. Mua bán lớn a, à, so với việc ở đây nhảy nhót lung tung thì kiếm được nhiều hơn, ngài nói đi. Sơ Tranh nói cho hắn biết xong, đạo sĩ nháy mắt ra hiệu, 500 lượng này không thể được đâu, việc của ngài có chút lớn, nếu làm không cẩn thận thì ta sẽ xảy ra chuyện đấy. Ngươi muốn bao nhiêu? Đạo sĩ rỗi một ngón tay ra, số này một ngàn lượng, đạo sĩ gật đầu. Thành giao. Đạo sĩ he he nhảy hai vòng, để lừa gạt người bên ngoài, rồi nhảy về trước mặt sơ tranh. Ta phát hiện ngươi thật là xấu. Ta là một người tốt, vừa rồi ngươi còn khen ta đấy. Bây giờ đã vội trở mặt nói ta xấu, sao lại thế được? Đạo sĩ liên tục gật đầu, người tốt người tốt, ngài là người tốt. Người có tiền đều là người tốt edit bài hạ lan tâm nhiên đạo sĩ nói với thành vương phi là đã thu phục được nhưng chờ đến khi thành vương phi đi tìm sơ tranh dự định tính sổ với cô thật tốt thì còn chưa kịp nói được hai câu đã bị sơ tranh đánh ra thế này mà gọi là thu phục xong rồi hả đây rõ ràng là một chút cũng không thay đổi thành vương phi muốn tìm đạo sĩ tính sổ nhưng làm sao còn tìm được người nữa đến mức này thì sao thành vương phi còn không hiểu là mình đã bị lừa được thành vương phi tức đến không nhịn nổi tiếp tục tìm thêm mấy đạo sĩ nhưng tất nhiên vẫn không có kết quả gì sơ tranh nên làm gì thì vẫn làm cái đó thành vương phi đấu với sơ tranh mấy lần lần nào cũng thảm bại mẫu thân trình tiêu tức giận đến mức không nhịn được nữa nàng ta đánh con nương xem bây giờ vẫn chưa hết đâu chẳng lẽ cứ bỏ qua chuyện này như vậy sao thành vương phi nhanh chóng trấn an nữ nhi của mình nương cũng rất đau lòng cho con, nhưng cái nam viện kia quả thật rất kỳ quái. Chắc chắn nàng ta chúng ta rồi, trình tiêu bĩu môi, trước kia nàng ta có như vậy đâu, yếu đuối đến mức chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay, hiện tại nàng còn dám động thủ. Trình tiêu tiếp tục nói, con nghe nói, người chúng ta tính tình đều sẽ đại biến, sức lực cũng lớn hơn hoặc có thể biết một số chuyện mà trước kia không biết, chắc chắn là nàng ta chúng ta rồi. Còn nữa, nương, lần trước trở về nàng ta mặc trên người y phục của cẩm tú phường hơn nữa còn là kiểu mới nhất nàng lấy từ đâu ra chứ thành vương phi dường như không chú ý nghe trình tiểu nói như vậy thì mới nhớ tới việc này trên người nàng hẳn không có nhiều tiền thành vương phi nói sau khi vương ra mất chìa khóa kim khố của vương phủ đều ở chỗ ta mấy tháng nay ta cũng không cho nàng tiền nương nương nói trình tiêu nắm lấy tay thành vương phi không phải nàng ta tư tình với nam nhân ở bên ngoài chứ sắc mặt thành vương phi khẽ biến việc này con đừng nói lung tung vậy nương nói xem quần áo của nàng từ đâu ra khẳng định là có nam nhân mua cho nàng thành vương phi như có điều suy nghĩ lát sau thành vương phi vỗ vỗ mờ u bàn tay trình tiêu việc này con đừng xen vào sắp đến thời gian tiến cung rồi y phục lần trước đưa qua có phải thanh hà cầm về rồi không trình tiêu bĩu môi thần sắc mỉa mai nàng nói làm bẩn bắt thanh hà giặt sạch sẽ nàng tưởng bờ thanh hà ném ở chỗ đó rồi con bảo thanh hà giặt sạch sẽ đi nương nương tự có chủ trương vậy được rồi chấm chấm hoặc kép chấm thanh hà người đứng trước cửa viện của tiểu thư nhà ta làm gì lại muốn làm chuyện xấu gì đây lục châu mở ra cửa ra liền thấy thanh hà đứng ở cửa ra vào lập tức cảnh giác nhìn nàng ta gần đây tiểu thư hành vi quả thật có chút cổ quái nhưng chỉ cần tưởng tượng đến đám người này hiện tại không dám tùy tiện khi dễ tiểu thư nữa nàng lại cảm thấy sự thay đổi của tiểu thư cũng không tệ người thanh hà muốn nổi giận nhưng nghĩ đến những chuyện gần đây mà chủ nhân của nơi này làm nên nhịn xuống đây là y phục lần trước đã giặt sạch thanh hà đưa y phục cho lục châu rồi nhanh như chớp rời đi lục châu còn chưa kịp lật xem thì Siêm Y đã bị một cánh tay trắng nõn cầm lấy tiểu thư, đây là y phục lần trước bọn họ đưa tới. Lục Châu lui lại một bước, khom người nói chuẩn bị để người mặc lúc tiến cung. Cung trang khi tiến cung vô cùng được chú trọng, không thể giống bình thường như được. bỏ đi, sơ tranh ném y phục về trong ngực Lục Châu, ném đi đi. A, à, không lấy thì mặc cái gì đây? Cũng không thể mặc lại trang phục trước kia được chuyện này sẽ làm trò cười cho người khác ném đi sơ tranh giải quyết dứt khoát lúc đầu lục châu không quá thích ứng với sơ tranh như thế này nhưng bây giờ cơ bản đã quen thuộc với dáng vẻ lạnh như băng của sơ tranh tiểu thư không bị khi dễ nữa vậy mới thật sự tốt tụ viễn lâu thiếu niên bạch y bám lấy tay vịn đi xuống phía sau y có rất nhiều thị vệ đi theo người xung quanh không ai dám nhìn thẳng vào y thiếu niên cao ngạo dương cầm lên trên gương mặt còn hơi non nớt, tràn đầy vẻ khinh miệt, coi thường. Người này là thân đệ của đương kim hoàn đế, xếp thứ 8, năm nay vừa tròn 14 tuổi, phong hào Vinh Vương. Mắt thấy Vinh Vương sắp đi đến phía cuối, thì đột nhiên y dừng lại, nhìn về phía góc khuất. Lục Hoàng Huynh, Vinh Vương giống như vừa trông thấy một thứ đồ chơi thú vị, trên gương mặt non nớt lộ ra ác ý và hào hứng rào rạt người được y gọi là lục hoàng huynh đang đứng trong góc khuất nhìn bộ dạng thì cũng chỉ là một thiếu niên hắn mặc một bộ huyền y cúi thấp đầu hắn cực kỳ an tĩnh đứng ở đó nếu như không phải vinh vương lên tiếng thì cơ hồ sẽ không có ai phát hiện ra hắn lục hoàng huynh xin lỗi nha ngươi chờ lâu rồi phải không ta quên mất ngươi còn ở dưới nhưng trong lời nói của vinh vương đến một chút ý tứ xin lỗi cũng chẳng có mà tất cả đều là ác liệt và trào phúng khinh miệt thiếu niên đừng yên lặng nhưng phong tư yểu điệu nên lập tức thu hút sự chú ý của người khác hắn hơi nâng đầu lên trong nháy mắt khi hắn lộ ra dung mạo trong đám người dường như có tiếng hút khí bị dung mạo của thiếu niên làm rung động dung mạo hắn tuyệt sắc mặt mày thanh tuyển sắc mặt thiếu niên có chút trắng nhợt của bệnh tật khi hắn nhấp nhẹ môi dưới không khỏi mang theo vài phần ôn hòa nhưng đáy mắt hắn rất bình tĩnh giống như một con rối không có linh hồn tinh xảo nhưng chỉ có thể mặc cho người định đoạt cánh môi đỏ của hắn khẽ mở không đáng ngại thanh âm thanh thúy ôn hòa làm đáy lòng người nghe bình tĩnh lại nhưng vinh vương lại giống như nghe thấy chuyện gì ghê tởm lắm thái độ ác liệt nói đã như vậy thì lục hoàng huynh tự mình trở về đi ta không tiễn hoàng huynh nữa được thiếu niên đáp ứng Vinh Vương hừ lạnh một tiếng, rồi chợt cười rộ lên, ta nhìn hoàng huynh đi ra ngoài. Thiếu niên hơi chần chờ, sau đó nhấc chân đi ra ngoài. Vinh Vương lập tức nháy mắt với người bên cạnh, thị vệ nhanh chóng xuống lầu, trong nháy mắt khi thiếu niên vừa đi ra khỏi cửa, thì hung hăng đẩy hắn một cái. Đám người bên ngoài thấp giọng hô lên, thiếu niên bị ngã xuống đất, mái tóc đen như mực tán ra, trải dài trên mặt đất. Huyền y đen nhánh cũng tán ra, dính đầy bụi bặm trên mặt đất đám người xung quanh lập tức chỉ cho hắn thì thầm gì đó nhưng khi nhìn thấy vinh vương trong tụ viễn lâu thì đám người lập tức im miệng không dám nghị luận nữa sợ chọc đến tên tiểu ma đầu vinh vương này hoàng đế đối với người đệ đệ ruột này phải nói là mười vạn phần dung túng thiếu niên nằm dạp trên mặt đất cúi thấp đầu mái tóc dài ngăn trở thân sắc của hắn bàn tay giấu trong tay áo ẩn ẩn có vết máu Vinh Vương nhanh chân đi từ bên trong ra, đạp một cước lên mờ u bàn tay thiếu niên. Y từ trên cao nhìn xuống thiếu niên, lục hoàng huynh, đi đường cẩn thận chút, sao ngươi lại giống như những nữ tử kia, nhu nhu nhược nhược, nếu không thì ta bẩm báo với hoàng huynh, đem lục hoàng huynh gả đi, tìm người chiếu cố ngươi thật tốt, thế nào, đối với một nam nhân mà nói, còn gì nhục nhã hơn chuyện so sánh hắn giống như một nữ tử, hơn nữa còn muốn gả hắn đi nữa chứ. Nửa ngày sau, thiếu niên mới lên tiếng Không cần À, vậy thì không thú vị rồi Vinh vương giở tính trẻ con thở dài Vậy được rồi Lục hoàng huynh luyến tích ta Thì ta cương luyến tích lực hoàng huynh Vinh vương tâm tình thoải mái Cười lớn rời đi Bàn tay thiếu niên cứng ngắc ngươi không sao chứ Một bàn tay đầy dầu mỡ đưa đến trước mặt hắn Thiếu niên hơi sừng sốt Nhìn theo cánh tay kia qua thì thấy một đạo sĩ trẻ tuổi cầm cái đù gà đang dùng vẻ mặt quan tâm nhìn hắn không sao thiếu niên tránh khỏi tay đạo sĩ tự mình đứng dậy trong lòng bàn tay đều là vết máu do cọ sát trên mặt đất mà nên Người thật sự không sao chứ đạo sĩ quan tâm nhìn hắn không sao thiếu niên gật nhẹ đầu với đạo sĩ rồi đi về một phương hướng khác đạo sĩ đuổi theo ôi ngươi chờ một chút a à, ta nói cho ngươi biết gần đây ấn đường của ngươi biến thành màu đen ta thấy ngươi có hỏa edit bài hạ lan tâm nhiên nhiệm vụ ẩn mời tiểu tỷ tỷ thu hoạch được một tấm thẻ người tốt từ yến quy ngăn cản yến quy hắc hóa sơ tranh đứng trên lầu ba của tụ viễn lâu nhìn màn kịch náo nhiệt phía dưới lúc này cô đang dùng vẻ mặt không cảm xúc nhìn thiếu niên mặc huyền y khuất dần trong đám người rộn ràng yến quy tên cũng thật dễ nghe tiểu thư lục châu bưng trà tới Ngài uống trà không? Sơ Tranh bưng chén trà, dựa vào lan can, trong làn hương khói lượn lờ, dõi mắt nhìn về những kiến trúc rộng rãi mơ hồ nơi xa xa. Yến Quy, Đường Kim Lục Vương gia, không có phong hào, không có phủ đệ, bây giờ còn đang ở trong một cung điện bị bỏ trống trong cung. Mẫu phi của hắn chỉ là một cung nữ trong lãnh cung, tiên đế từng đem phi tử mình yêu thương nhất biếm vào lãnh cung. Khoảng thời gian kia, người chiếu cố vị phi tử kia chính là mẫu thân của yến quy tiên đế đến thăm vị phi tử kia ai ngờ tính tình của vị phi tử kia cũng lớn không thèm gặp tiên đế tiên đế ở trong lãnh cung uống rượu dưới cơn say thì nhìn nhầm mẫu thân yến quy thành vị phi tử kia có lẽ vì để chọc giận vị phi tử kia nên mẫu thân yến quy được triệu đến hầu hạ bên người tiên đế bị tiên đế xem như công cụ để kích thích phi tử kia cứ như thế qua chừng nửa năm thì vị phi tử kia được phục sủng. Mà lúc này mẫu thân của Yến Quy đã mang thai, tin tức này bị vị phi tử kia biết được, nên bị ban cho thuốc phá thai. Yến Quy mạng lớn, nên vẫn được sinh ra. Nhưng sau khi hắn vừa được sinh ra thì mẫu thân hắn liền bị siết cổ chết. Nếu không phải tiên đế đến kịp thời thì có lẽ Yến Quy cũng không sống nổi. Tiên đế giao Yến Quy cho một vị phi tần không được sủng ái nuôi dưỡng nhưng số của vị phi tần này cũng khổ không qua được mấy năm thì bị bệnh qua đời từ đó yến quy chỉ còn lại một mình có lẽ tiên đế đối với huynh đệ của mình thì trọng tình trọng nghĩa nhưng đối với hậu cung lại chính là một tên cặn bã yến quy bị tiên đế quên lãng đi như thế nhưng lại không bị vị phi tử kia lãng quên cũng không bị đứa con mà vị phi tử kia sinh ra lãng quên từ nhỏ đến lớn yến quy đều sống dưới sự ức hiếp của bọn họ sự phản kháng của hắn, quật cường của hắn, đều sẽ làm hắn lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm hơn. Nên hắn không phản kháng nữa. Hắn dùng trầm mặc để chống cự. Dần dần sự ức hiếp liền ít đi rất nhiều. Bởi vì hắn không phản kháng, đối với những người thích bắt nạt người khác mà nói, nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng hạt giống thù hận đã đâm chồi mọc rễ trong đáy lòng Yến Quy. Hắn đang chờ, chờ mình lớn lên, chờ mình đủ lông đủ cánh chờ đến ngày mình có năng lực báo thù. Vị phi tử kia bây giờ đã là Thái Hậu, là mẹ đẻ của Hoàng đế và Vinh Vương. Thái Hậu ghi hận mẫu thân của Yến Quy, vì tại thời điểm bà ta thất sủng, lại đi câu dẫn tiên đế, hơn nữa còn hạ sinh một đứa con trai. Bây giờ Hoàng đế tại vị, không cho hắn phong hào, cũng không cho hắn phủ đệ, chỉ cho hắn ở tòa phế cung này, bị người ta xem như trò cười có một lần vinh vương cố ý đẩy hắn xuống nước bởi vì lúc trước mẫu thân hắn từng bị ép uống thuốc phá thai nên từ nhỏ thân thể hắn đã không tốt lần đó cơ hồ như muốn lấy luôn nửa cái mạng của yến quy yến quy thiết kế âm mưu định giết chết vinh vương nhưng hắn lại bị người phía dưới bán đứng cho dù cuối cùng vẫn không điều tra được đến chỗ hắn nhưng hoàng đế đã bắt đầu nghi ngờ sau này vinh vương hãm hại yến quy thêm lần nữa nhưng yến quy đã sớm liên hợp với ngoại thần chuẩn bị ám sát hoàng đế vinh vương bị lợi dụng rồi chết trong sự kiện kia đương nhiên cuối cùng yến quy vẫn không giết được hoàng đế hơn nữa còn bị diệp dương chém đứt một cánh tay nhưng yến quy chạy trốn được lúc này hắn bắt đầu hắc hóa triệt để không phải là bước lên con đường tạo phản làm cho khắp nơi trong thiên hạ chiến hỏa không ngừng dân chúng lầm than sơ tranh nhấp một ngụm trà thu hồi ánh mắt đang nhìn về hướng hoàng thành lại tên diệp dương này hẳn là đối tượng hôn ước mà nguyên chủ chờ mong diệp công tử trong miệng lục châu đương nhiên kỳ thật hai nhà vẫn chưa xác định đối tượng hôn ước là ai nhưng lúc thành vương còn sống thì đã ngầm thừa nhận là vị đại tiểu thư nguyên chủ này thế này là muốn cưới ai thì chọn người đó à dựa vào cái gì mà nam nhân có được đãi ngộ tốt như vậy chứ ta không phục tiểu thư chúng ta ở đây tới làm gì lục châu thận trọng hỏi sơ tranh đưa chén trà đã nguội cho nàng uống trà trà của tụ lâu này cũng không nổi danh nha lục châu đi châm trà thêm lần nữa sơ tranh dịch chuyển qua một bên khác của gian phòng ở chính diện tụ viễn lâu chính là một con đường phồn hoa nhộn nhịp phía sau lại là một rừng hoa mai phong cảnh đẹp nức lòng người phía trước rừng hoa mai chính là một hồ nước thời điểm này chính là lúc hoa mai nở rộ đầu ngón tay sơ tranh gõ nhẹ lên lan can cô đứng ở chỗ cao chỉ cần tùy tiện là có thể nhìn thấy tràng cảnh phía dưới diệp dương và trình tiêu một trước một sau đi vào hôm nay chính là ngày nguyên chủ đi tìm diệp dương và nhìn thấy hình ảnh diệp dương ôm ấp trình tiêu tiểu thư gần đây thời tiết rất lạnh ngài cẩn thận không lại bị cảm lục châu phủ thêm áo choàng cho sơ tranh nàng nhìn theo tầm mắt sơ tranh kinh ngạc lên tiếng đó không phải diệp công tử sao sao lại ở cùng nhị tiểu thư phía dưới không biết diệp dương nói gì với trình tiêu mà hai người đã vội vàng ôm nhau sau đó còn thân mật hơn lục châu đỏ bừng cả mặt trực tiếp che mắt lại cuối cùng mới nhớ tới sơ tranh nói năng lộn xộn an ủi sơ tranh tiểu tiểu thư không chừng chuyện này có hiểu lầm gì đó có hiểu lầm gì đó sơ tranh kéo lại áo choàng tiểu thư diệp công tử hơn nữa nhị tiểu thư từ nhỏ nàng ta đã thích cướp đồ của ngài chắc chắn là nàng đã nói gì đó với diệp công tử ta và diệp dương không có bất cứ quan hệ nào tiểu thư không phải ngài thích diệp công tử sao tiểu cô nương sắc mặt bình tĩnh nhìn hại người đang ôm nhau phía dưới ta từng nói qua không không có loại chuyện này sao có thể nói nhưng nàng nhìn ra được hơn nữa tiểu thư cũng từng ngầm thừa nhận nếu như không phải vương gia hôn ước không có đối tượng chính xác ta và trình tiêu đều có thể diệp dương muốn ở cùng ai cũng không liên quan gì đến ta hiểu chưa giọng nói của sơ tranh như gió tháng ba dường như còn mang theo hàn ý xe xe lạnh lục châu hơi há miệng nửa ngày sau mới cái hiểu cái không gật đầu hiểu hiểu rõ lục châu nhìn xuống phía dưới bên ngoài rừng hoa mai có mấy người đang nhìn xung quanh rồi lấm la lấm lét đi vào bên trong tiểu thư ngài xem đám người kia tựa hồ phát hiện ra diệp dương và trình tiêu nên giống như tò mò đi qua bọn họ xuất hiện quá đột ngột trình tiêu bị dọa lập tức che mặt lại diệp dương che chở nàng ta nhanh chóng rời đi sơ tranh đưa một tấm ngân phiếu cho lục châu đưa ngân phiếu cho bọn họ đừng để người khác trông thấy lục châu chừng lớn mắt cái này người phía dưới là do tiểu thư tìm đến vì sao chứ lục châu không dám hỏi lập tức nhận ngân phiếu rồi đi làm việc sơ tranh rời khỏi phòng ở gian phòng cách vách có mấy cô nương trẻ tuổi bước ra vừa thấy sơ tranh một người trong số đó lập tức quái gở lên tiếng đây không phải là trình muội muội của thành vương phủ sao hoàng tỷ tỷ ngài nói chuyện cẩn thận một chút a à, người ta cao ngạo lắm đấy đâu chịu nói chuyện với chúng ta đâu người bên cạnh nhắc nhở Đúng vậy nha, những người như chúng ta không lọt nổi vào mắt xanh của người ta đâu. Mấy người ngươi một lời ta một câu, chế nhạo sơ tranh một phen. Trong trí nhớ của nguyên chủ có mấy người này, nếu nói đến ân oán thì có chút xa xôi, phải quay ngược dòng về lúc tiên đế còn tại thế, lúc ấy nguyên chủ cũng chỉ mới 7, 8 tuổi. Khi ấy nàng tham gia một buổi cung yến, tiên đế nhất thời hứng khởi, để bọn nhỏ tự biểu diễn một cái tài nghệ sở trường của riêng mình cuối cùng nguyên chủ giành được hạng nhất còn được tiên đế ban thường edit bài hạ lan tâm nhiên lúc ấy mẫu thân của nguyên chủ còn tại thế thành vương lại được thịnh sủng nguyên chủ cơ hồ là đối tượng mà các tiểu cô nương tranh nhau kết giao trình tiêu tuy tuổi tác không lớn lắm nhưng đã bắt đầu biết châm ngòi ly gián bắt đầu từ lúc đó những tiểu cô nương kia liền không chơi với nguyên chủ nữa dẫn đầu là vị tiểu thư họ hoàng kia có lẽ bây giờ nhìn thấy thành vương phủ như thế nên muốn tìm về chút cảm giác thành tựu nhục nhã cô một chút giữa các tiểu cô nương cũng chỉ có chút trò siếc ấy ta mới không thèm chơi cùng các ngươi nhàm chán sơ tranh không muốn lãng phí thời gian với bọn họ nên trực tiếp đi xuống lầu ai trình muội muội ta đang nói chuyện với ngươi sao ngươi lại không để ý đến người khác thế hoàng tiểu thư duỗi cánh tay ngọc thon thả ra ngăn sơ tranh lại sơ tranh tay nhìn thật đẹp bẻ gãy thì quá khó coi ai cho nên sơ tranh chuyển thành đá hoàng tiểu thư thân thể yếu ớt làm sao chịu được cú đá của sơ tranh trực tiếp ngã vào gian phòng nàng ta vừa mới bước ra hoan mỹ sơ tranh chấn định thu chân lại thả vạt váy xuống tiểu cô nương gương mặt tinh xảo lãnh đạm nói chặn đường mấy vị tỉ muội của hoàng tiểu thư trợn mắt há mồm nhìn sơ tranh sơ tranh chấn định đi qua bên người bọn họ trình sơ tranh ngươi đứng lại đó cho ta hoàng tiểu thư mang theo mấy tỉ muội khí thế hung hăng lao xuống cản sơ tranh ở cửa ra vào sơ tranh đã xong chưa đám người tụ viễn lâu tình huống này là thế nào vậy vinh vương vừa náo loạn ở chỗ này xong sao bây giờ lại có tiếp rồi đó có phải đại tiểu thư của Thành Vương phủ không? Hình như là vậy, kia là cháu gái của Hoàng thái phó nhỉ. Thành Vương chết rồi, hiện tại chỉ sợ Thành Vương phủ trôi qua có chút gian nan nha. Thành Vương phủ bây giờ chỉ còn lại một phủ nữ quyến, cũng thật đáng thương, nhưng Thành Vương có không ít đồ tốt đâu, những đồ vật lúc trước tiên đế ban thưởng cũng đủ cho các nàng sống mấy đời rồi. Có tiền thì làm được gì chứ, cũng không có quyền a. À. Bốn phía xì xào bàn tán không ngừng cả đám đều bắt đầu quan tâm đến chuyện tương lai mấy đời của thành vương phủ hoàng tiểu thư che cái bụng còn có chút đau đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận trình sơ tranh không có cha ngươi thì bây giờ ngươi tính là cái gì chứ ngươi còn dám đánh ta ta cho ngươi biết hôm nay ta sẽ không để yên cho ngươi đâu không để yên thế nào sơ tranh có chút hiếu kỳ đánh ta hoàng tiểu thư nghẹn họng ta mới không phải người thô bỉ như ngươi hoàng tiểu thư ưỡn bộ ngực lên trình sơ tranh ta cho ngươi biết sau này nếu ngươi gặp chúng ta thì nhất định phải đi vòng qua có nghe thấy không đôi mắt băng lãnh của sơ tranh nhìn chằm chằm vào hoàng tiểu thư nghiêm túc hỏi đi vòng qua thế nào hoàng tiểu thư chỉ vào tụ viễn lâu tỉ như hôm nay chúng ta ở tụ viễn lâu thì ngươi không thể ở đây bằng không sẽ biết tay ta nhiệm vụ chính tuyến mời tiểu tỷ tỷ mua lại tụ viễn lâu. Sơ tranh, vương bát đàn, con chó điên này. Cả bọn ngớ ngẩn này nữa. Trưởng quỹ, sơ tranh kêu một tiếng. Trưởng quỹ đang xem kịch. Những người này đều là thiên kim nhà quan gia, hắn không thể chiêu vào được, nên nhanh chóng bước từ sau quầy ra. Trình cô nương, có chuyện gì không? Dưới ánh mắt không hiểu chuyện gì của Hoàng Tiểu Thư, sơ tranh hào khí nói, mua tụ lâu. Trình tiểu thư, ngài nói đùa rồi, tụ viễn lâu của chúng ta không bán, trưởng quỹ căng ra đầu nói. Trình sơ tranh, ngươi điên rồi hả? Hoàng tiểu thư cười nhạo, đây là tụ viễn lâu, một ngày thu cả đấu vàng, người ta có thể bán cho ngươi à? Tụ viễn lâu có đồ ăn ngon, hoàn cảnh tốt, danh tiếng tốt, được cho là một trong những nơi nhất định phải đến trong hoàng thành. Từ việc Vinh Vương và mấy thiên kim tiểu thư đều đến đây, thì đã biết nơi này không tệ. Sơ tranh không để ý tới sự trào phúng của Hoàng Tiểu Thư, mặt lạnh rút ngân phiếu ra, đập lên bàn. Trường quỹ đánh giá một chút. Trình Tiểu Thư, ta thật sự không bán, sơ tranh ném ngân phiếu xuống dưới. Trình Tiểu Thư, sơ tranh tiếp tục thả ngân phiếu. Dù sao thứ đồ chơi này cũng là của vương bát đàn đưa, dường như có lạm phát thì nó cũng có biện pháp giải quyết, cho nên sơ tranh cứ tiêu là được. Trường quỹ cũng muốn quỷ với sơ tranh luôn rồi thành vương đã chết, sao tiểu thư trình ra còn tiêu tiền như thế chứ? Đây là muốn làm thành vương phủ lụn bại luôn à? Hoàng tỷ tỷ, có phải nàng điên rồi không? Hoàng tiểu thư nuốt một ngụm nước bọt, làm sao ta biết, nhiều ngân phiếu như thế, sao trên người nàng lại mang theo nhiều ngân phiếu như vậy? Sơ tranh đập tờ cuối cùng lên bàn. Cô ra hiệu cho trưởng quỹ tới gần một chút, trưởng quỹ cũng là người từng trải, từng thấy qua nhiều chuyện đại sự, nhưng nhiều ngân phiếu như vậy, đều đủ cho hắn mua hai ba cái cửa tiệm đó. Trình tiểu thư, tiệm này là của tổ tiên ta truyền thừa lại, trường quỹ cẩn thận nói. Hắn không thể bán A. À. Ta thêm gấp đôi, cửa tiệm vẫn do ngươi quản, ta chỉ làm bà chủ, sau này tiền kiếm được cũng về tay ngươi, trường quỹ hơi chừng lớn mắt. Chuyện tốt như vậy sao? Cái này cũng giống như không bán vậy. Tiêu tiền chỉ vì làm bà chủ. Sơ tranh và trường quỹ nói chuyện không lớn, nên không ai nghe thấy bọn họ đang nói cái gì cuối cùng chỉ nhìn thấy trưởng quỹ thu ngân phiếu lại thế này là xong rồi sơ tranh nhìn về phía hoàng tiểu thư hiện tại mời các ngươi đi vòng qua ta hoàng tiểu thư đám người phớt mua lại tụ viễn lâu chỉ bởi vì câu nói này đám người biểu thị bọn họ sống ở hoàng thành nhiều năm nhưng chưa từng thấy ai tùy hứng như thế cho dù là những công tử ăn chơi chắc táng kia, cũng không dám làm như vậy. Hoàng tiểu thư sắc mặt khó coi, chỉ vào sơ tranh nói ngươi cả nửa ngày. Sơ tranh nghiêng người, ra hiệu cho các nàng đi ra ngoài. Trình sơ tranh ngươi điên rồi. Ta có tiền. Hoàng tiểu thư tức giận đến mức bộ ngực liên tiếp phập phồng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Nàng ta dậm chân, sách váy chạy về phía cửa. Về sau nơi đây không chào đón đám người này, thanh âm của sơ tranh chuẩn xác truyền đến tai hoàng tiểu thư. Hoàng tiểu thư càng chạy nhanh hơn, mấy tỷ muội phía sau liếc nhìn nhau một lát, rồi dồn dập đuổi theo. Trình tiểu thư, hoàng gia có thể đến gây chuyện không? Trường quỹ phi thường lo lắng cho bà chủ mới nhà mình. Thành vương phủ hiện tại cũng không có chỗ dựa, sơ, đại lão gia, tranh không thèm để ý, bình tĩnh nói, cùng lắm thì phá tiệm, sửa lại là được kẻ có tiền nói chuyện thật không giống người phàm. Trong thành Vương phủ có mỏ vàng sao? Tiểu tỷ tỷ chúng ta phải tranh thủ trở thành người có sản nghiệp đứng đầu Hoàng thành. Người giàu nhất Hoàng thành chính là cô. Vương giả hô khẩu hiệu cho Sơ Tranh. Ta. Không. Muốn? Lục Châu không nghĩ tới, mình chỉ vừa đi làm chút chuyện mà khi trở lại thì tiểu thư nhà mình lại có nhiều thêm một cái tụ lâu. Tin tức Sơ Tranh bỏ ra giá cao như vậy mua lại tụ Viễn lâu rất nhanh đã chuyển về thành vương phủ nghe được tin tức này thành vương phi và trình tiêu đều có chút đần độn thành vương phi nghi ngờ về tiền của sơ tranh nên lập tức chạy đến kim khố kiểm tra một lần nhưng phát hiện chẳng thiếu gì cả vậy tiền của cô từ đâu mà tới tụ viễn lâu phải có bao nhiêu tiền mới mua được chứ thành vương phi muốn đi tìm sơ tranh hỏi kết quả sơ tranh chẳng thèm gặp chỉ có lục châu chuyển lời lại nói tiểu thư không tiếp khách khách bà ta là nữ chủ nhân của thành vương phủ ở trong mắt cô lại chỉ là khách cũng may thành vương phi vẫn còn chút lý trí ngăn cản bà ta không phá hủy viện của sơ tranh chờ đến cung yến nếu sau cung yến cô còn có thể trở về được thì bà ta nhất định sẽ đi thu thập tiện nha đầu này không cô sẽ không trở lại được nữa edit bài hạ lan tâm nhiên nhưng mà tin tức này chỉ lan truyền một ngày rất nhanh liền bị tin tức của diệp dương và trình tiêu đè xuống diệp dương và trình tiêu lén gặp riêng nhau còn bị người ta bắt gặp đang ôm ôm ấp ấp nhau nữa mới đầu chỉ truyền ra như thế nhưng phía sau các loại chuyện tư sinh tư tình gì đó đều lộ ra hết tuy nói diệp dương và thành vương phủ có hôn ước chưa định rõ là người nào nhưng người bên ngoài đều thầm hiểu đối tượng hôn ước của diệp dương là đại tiểu thư thành vương phủ bây giờ Trình Tiêu và Diệp Dương lại đang thông đồng với nhau. Tiêu Tiêu, có chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì xảy ra thế? Rốt cuộc tin tức lan truyền bên ngoài là chuyện gì? Sắc mặt Trình Tiêu tái nhợt, không dám nhìn thành Vương Phi. Con, ngày đó con cùng Diệp ca ca gặp mặt, bị người ta nhìn thấy, con tưởng là bọn họ không thấy rõ, con bị đần phải không? Thành Vương Phi đâm chán Trình Tiêu, ta đã dặn con gần đây đừng đi tìm Diệp Dương sao con không nghe lời ta bị người ta nhìn thấy thì con không biết lấy tiền chặn miệng bọn họ lại à bình thường ta dạy con thế nào hả lúc ấy con bị dọa nàng ta cũng không ngờ tới chỉ vừa liếc mắt một cái mà những người kia đã nhận ra mình trình tiêu hoang mang lo sợ nương phải làm sao bây giờ thành vương phi đi tới đi lui trong phòng nhưng cũng không có chủ ý gì chuyện này sẽ ảnh hưởng cực lớn đến thanh danh của trình tiêu bây giờ bên ngoài còn đồn đại khó nghe như vậy để nương nghĩ biện pháp biện pháp tốt nhất chính là diệp dương cầu hôn để mọi người biết hôn ước lúc trước vẫn chưa xác định là người nào diệp dương cùng với trình tiêu là lưỡng tình tương duyệt lúc thành vương phi đang vội vàng giải quyết chuyện này thì rốt cuộc này tiến cung cũng đến có kiệu từ trong cung đến vương phủ đón người vương phi vương phi có hai cỗ kiệu đến hạ nhân kinh hoàng chạy đến trước mặt thành vương phi báo tin cái gì? Thành vương phi kinh ngạc, rồi lập tức tỉnh táo lại, có phải là đến nhà khác không? Không phải, đều đến chỗ của chúng ta, thành vương phi lập tức đứng ngồi không yên, sao lại có hai cỗ kiệu đến được chứ? Lúc sơ tranh và lục châu đến, thì thành vương phi đã cùng công công trong cung tới đón người nói chuyện một hồi. Gần đây thành vương phi tiểu tụy đi không ít, cả người nhìn già hơn lúc trước nhiều. Công công, phủ chúng ta chỉ có một người trong danh ngạch, sao tiêu tiêu cũng phải đi thái giám hơi nhỏ giọng trả lời chuyện này nô tài cũng không biết thành vương phi nhanh chóng lên a nô tài còn phải đi đến những nhà khác nữa nếu chỉ hoãn thời gian nô tài không có cách nào bàn giao cùng thánh thượng được đâu thành vương phi đần độn cả người bà ta làm thế nào cũng không hiểu sao lại xuất hiện tình huống như vậy sơ tranh đi qua bên người thành vương phi bà ta bỗng nhiên bắt lấy cánh tay sơ tranh tiểu tiện nhân có phải ngươi làm không cái gì thành vương phi hung tợn chừng mắt nhìn sơ tranh ngay cả dáng vẻ của vương phi cũng quên mất chuyện tiêu tiêu tiến cung có phải do ngươi làm không đang tốt đẹp tại sao tiêu tiêu cũng phải đi vào chứ bà ta đã sắp xếp tốt rồi mà sơ tranh thần sắc bình tĩnh phụ vương đắc tội với không ít người ai biết cô rút tay mình về khí định thần nhàn ngồi lên kiệu mềm thành vương phi Mời nhị tiểu thư ra đi, công công thúc dục thành vương phi. Thành vương phi không dám không nghe theo, nếu không thì chính là kháng chỉ. Bà ta lập tức đi về tìm Trình Tiêu, Trình Tiêu vừa nghe nói tin này thì cả người đều muốn hỏng mắt. Tại sao có thể như vậy? Nương, con không đi, con không đi không được. Thành vương phi tìm y phục cho nàng ta, kháng chỉ sẽ mất đầu, không, con không tiến cung. Trình Tiêu lắc đầu, vị trong cung kia rất đáng sợ thành vương phi ấn bà vai trình tiêu 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 con đừng sợ không phải tiểu tiện nhân kia cũng tiến cung sao đến lúc đó con cứ tùy hoàn cảnh mà hành sự con sẽ không sao đâu con nhất định sẽ không sao đâu câu này không biết là đang nói cho mình nghe hay là nói cho trình tiêu nghe nương thành vương phi cam đoan với nàng ta nương lập tức đến diệp ra ngay con cứ tiến cung trước nương nhất định sẽ không để con xảy ra chuyện gì đâu. Trình tiêu cắn môi, dưới sự trần an của thành vương phi, chỉ có thể đồng ý tiến cung trước. Chờ thành vương phi đi tìm Diệp Dương tiến cung cứu nàng ta. Trần An được trình tiêu, thành vương phi lại hướng ra bên ngoài gọi, Thanh Hà, Thanh Hà, người mau tìm cung trang tới đây, cung trang năm ngoái của tiểu thư không thể mặc nữa, nhưng vẫn chưa chuẩn bị đồ mới, Thanh Hà vội vã đi từ bên ngoài vào vốn cho rằng năm nay tiểu thư không phải tiến cung mà yêu cầu của tiểu thư cũng cao một hai nhất định phải là y phục của cẩm tú phường cho nên vẫn chưa lấy về được ai biết sẽ có một màn như thế nhanh chóng nghĩ cách đi thanh hà vội vàng rời đi nghĩ biện pháp vương phi chỗ này có một bộ một nha hoàn bưng một bộ cung trang tiến vào nhanh lấy tới cho tiểu thư thay đi thành vương phi vừa chỉ huy vừa đi ra ngoài thay xong thì ra đây nương ra ngoài trước trấn an người trong cung. Trình tiêu tâm trạng nặng nề gật đầu, những chiếc kiệu mềm hoa lệ nối tiếp nhau tiến vào cung. Các cô nương ăn mặc tinh xảo, dưới sự tiếp đón của các cung nhân, đi về phía đại điện trước mắt. Còn có một số đại thần, đều là phụ thân hoặc trưởng bối của những cô nương này. Thành vương phủ không có. Nam quyến, nên tất nhiên không có ai cùng tới. Mỗi cô nương bước vào, vẻ mặt đều buồn rười rượi, không có chút ý cười nào. Bầu không khí thập phần áp lực. Nhưng khi đến trước cung điện, các nàng nhất định phải thu liễm vẻ u sầu, lộ ra nét mặt tươi cười. Trình Tiêu xuống kiệu, nhìn vào trong tòa cung điện kia một chút, đáy mắt tràn đầy e ngại. Nàng ta nhìn về phía bên cạnh, Sơ Tranh đang được Lục Châu đỡ xuống kiệu, thần sắc bình thản ung dung, không mảy may có chút e sợ nào. Gió lạnh phất qua, tóc đen theo gió bay lên, Cung trang màu tím nhạt uốn lượn trên mặt đất, đai lưng phác họa ra vòng eo tinh tế chỉ cần một tay có thể ôm hết, làm nổi bật lên khí chất thanh nhã đoan trang, tôn quý vô song của cô gái. Trình Tiêu cắn môi dưới, đáy lòng sinh ra mấy phần ghen ghét. Nàng ta nhìn cung trang trên người mình một chút, bỗng nhiên giật mình phát hiện ra chỗ không đúng. Thanh Hà, bộ cung trang này, Thanh Hà từ khi tiến cung vẫn luôn cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn loạn nghe thấy âm thanh của trình tiêu, nàng ta nhẹ giọng đáp một tiếng, tiểu thư, sao thế? Cái này, cô nương, mời tới bên này, cung nhân xoay người dẫn đường cho trình tiêu. Thanh Hà, cô nương, mời vào trong, cung nhân ngăn giữa trình tiêu và Thanh Hà, giọng điệu cao hơn mấy phần, cô nương chớ chỉ hoãn thời gian, nếu bệ hạ tức giận thì chúng nô tài đảm đương không nổi, Thanh Hà không thể đi theo vào điện. Trình tiêu lòng nóng như lửa đốt, cẩn thận bước từng bước vào cung điện đèn đóm huy hoàng thanh hà dường như cũng phát hiện ra y phục trên người trình tiêu không đúng lắm đây không phải là bộ mà nàng ta đưa đến nam viện kia sao lúc ở trong phủ nàng ta ra ngoài tìm y phục đến khi trở về thì tiểu thư đã thay xong lúc ấy rối loạn nên không ai chú ý đến nguy rồi đáy lòng thanh hà hơi lộp bộp một chút thành vương đã qua đời nhưng địa vị vẫn còn ở đó trong hoàn cảnh có tôn ti trật tự sơ tranh được sắp xếp ở vị trí đầu tiên đương nhiên lúc này mấy vị thiên kim tiểu thư hận không thể ngồi ở sau cùng miễn cho bị bạo quân nhìn chúng nếu thế thì coi như xong đời rồi nữ quyến ngồi bên phải đám đại thần thì ngồi đối diện ở giữa có một lối đi sơ tranh chấn định ngồi xuống các thiên kim tiểu thư ngồi bốn phía thập phần yên tĩnh cúi đầu câu nệ ngồi ở vị trí của mình ngay cả trò chuyện cũng không dám sơ tranh nhìn trình tiêu thần sắc bất an ngồi xuống bên cạnh mình trình tiêu oán hận chừng mắt nhìn cô muốn nói chuyện nhưng hoàn cảnh trong điện lại quá yên tĩnh nên trình tiêu không dám làm chuyện gì khác người